Ok, em dùng hốt hết cho chị nhé, phải lấy cái hàng kìa. Chọn cho chị xem vài cái thắt lưng luôn kìa. Lấy cái hàng kìa. Hello mấy chế. Chào chị Thúy Lương Trương. Chào chị Mai Đặng. Chào Trần Quỳnh nha. Chào chị Thảo Nguyên. Mấy chị ơi, chị nào vô rồi chị sẽ livestream giúp em nha. Ủa, chị Thúy Lương Trương đi rồi hả? Hu 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 hu. Vậy là em để em kêu shipper đem về em gửi bưu điện cho ha. Phải để em kêu shipper đem về em gửi bưu điện cho. Rồi, mấy chị ơi, share livestream nhiệt tình giúp em mấy chị nha. Hôm nay có bộ nịt bông rất là đẹp luôn, bông luôn nha mấy chị, đẹp và mang luôn á. Đúng xịn, đúng hàng Quảng Châu luôn, xịn ơi là xịn. Dạ. Mờ hả? Mờ ở đây có đội mạng chưa? Đúng rồi mà ta. Dạo này mưa gió quá mạng bị yếu. Dạo này mưa hơi mưa gió mạng bị yếu ha. Ok biết Thảo. Rồi mấy chị ơi, chị nào lên rồi nha chấm chấm và share livestream giúp em nha. Chị nào lên rồi nha chấm chấm và share livestream giúp em nha mấy chị. Xét chị mặc bao nhiêu đó. Nguyễn Thị Tú Trinh ơi, xét chị mặc. Xét chị mặc là có một bí mật, xe lên chim nên chúc em báo. Giá sale rẻ. Nói chung là bao giờ cũng bán rẻ người ta hết. Lúc nào cũng bán rẻ người ta không mấy chị ha. Cái bộ em mặc là có hai lớp luôn đó. Đây nè. Bên trong là lớp bông như vậy nha. Còn đâu bên ngoài chị Thảo Nguyên em gửi rồi nha chị ơi. Bên ngoài mịn màng như vậy nha. Còn bên trong là bông ha. Đồ chị Thảo Nguyên đi rồi nha chị nha. Đồ Thảo Nguyên đi rồi. Nguyễn Thị Tú Trinh ơi, xe livestream giúp chị nha Trinh ơi. Trinh xe livestream giúp chị nhiệt tình nha. Xe bàn tay ha mấy chị ha. Chào Nô Gia Hiền, chị Nô Gia Hiền sẽ livestream nhiệt tình giúp em đây nào. Uống cà phê. Hello hello. Bạn có mặc mì bông không bạn? Mùa lạnh nè. Mặc cái này xong rồi, xanh xong rồi, mặc cái này hơi bị ấm nha. Hơi bị ấm luôn đi. Mặc chị gửi về mấy bộ cho mặc này. Hơi bị dễ thương ha. Chia sẻ lên hội nhóm được không chị? Được. Tú Trinh là có bán hàng online đúng không? Ok. Tú Trinh chia sẻ lên hội nhóm cho mọi người là chị là ok rồi ha. Không cần phải chia sẻ trang cá nhân. Còn mấy chế còn lại là nhớ là xe ít nhất 2 lần trang cá nhân giúp em nha. Nhớ giúp em nha mấy chị. Hôm nay có váy không? Ti lê. Hôm nay cao lên. Hôm nay cao lên với nỉ bông nha. Hôm nay cao lên với lại xếp. Xếp bộ nỉ bông như thế này rất là xinh đó chị ha. Đẹp giả mang luôn á. Đẹp, đẹp giả mang. Chào Maria Ngọc Ánh nè. Mấy chị xem bàn tay giúp em không mấy chị. Hôm nay em thấy cái lượt online khá là đông. Mấy chị nhớ xe livestream giúp em. Chị nào vô rồi xe livestream giúp em nha. Hôm nay like đồ gì vậy em? Dạ hôm nay em like bộ nỉ bông nè, áo len chị ha. Nỉ bông áo len. Nói chung là rất là đẹp. Ở cuối chương trình em còn có chương trình là siêu giá sốc rồi nha. Hôm nay like đồ. Mấy chị nào vô còn hỏi em hôm nay like đồ gì hết á. Em trả lời một hôm nay mấy chị cứ theo dõi livestream của em đi. Em sẽ lên đồ thật nhiều cho mấy chị ha. Đảm bảo đồ đẹp. Đúng rồi, hôm nay like thập cẩm đây. Like thập cẩm để cho nó nhanh mà. Rồi, cái bộ này bông hai lớp mấy chị đây nè. Em cho mấy chị coi này. Bộ này mặc nói chung là mùa đông mấy chị sẽ mặc rất là ấm áp. Mùa đông không lạnh. Còn mùa như bây giờ Sài Gòn chưa lạnh, em mặc ngồi dưới quạt thôi ha, không ngồi máy lạnh, thấy vẫn rất là mát, không bị nóng. Đây, cái bộ đấy nó thần thanh lắm. Mùa đông không lạnh, mùa đông không lạnh. Đây, Tết mà về Tết về Đà Lạt là mấy bộ này là ấm cúng luôn á mấy chị. Em mặc mấy bộ này là siêu ấm cúng luôn ha. Rồi, tặng quà cái đi. Người bị ảnh đấy, người bị ảnh vô hả? À. Hả? Rồi, tặng quà, bắt đầu share đồ like với giá siêu sốc nha. Xe đồ like giá siêu sốc, một em móc kiểu màu đỏ nè chị ơi, áp dụng xe livestream thôi, bán cho thế nào xe livestream giá sốc đồ like nha. Bán giá sốc đồ like rồi, cái áo em đang cầm cái gì, một cái áo von hai lớp,
Một cái vòng hai lớp em đang cầm rất là dễ thương nha. Đây, cực kỳ xinh luôn. Rồi, bán siêu suất đầu like với giá là 19k. Comment cho em mã 19. Comment mã 19 cho em kèm số điện thoại chị Hà 19 đầu like nha, 19k đầu like. Mã 19, áo von nha chị, áo von mã 19. Như bộ Hà Chị Ngọc Anh Trần ơi, bộ em đang mang giá siêu rẻ, siêu đẹp luôn, giá chỉ có 120 một bộ. Cứ theo dõi thời tiết giá. 120 một bộ, mua từ 2 bộ là được 101 luôn mấy chị nha. 120 một bộ, mấy chị mua 2 bộ được giá 101 một bộ. 120 một bộ, mua từ 2 bộ là 130 một bộ. 130. Mua 2 bộ còn 101 một bộ, nhưng mà điều kiện rất là đơn giản, mấy chị chỉ cần chia sẻ livestream cho em. Chia sẻ livestream 2 lần trang cá nhân và ít nhất 3 lần hội nhóm cho em, mình được mua đồ sale này, được tặng quà này. Đồng thời mình còn được mua giá sale nữa ha. Bộ này em mang người ta bán ít nhất phải là 160-170 một bộ mấy chị. Tại vì bộ này bộ hàng Quảng Châu chứ không phải bộ hàng xưởng Việt ha. Đây, bên trong này mấy chị nhìn chất lượng cực kỳ. Bên trong là cái bộ này nó gồm có hai lớp luôn á. Bên ngoài là một lớp á, vải nỉ rất là đẹp, vải mềm lắm. Hàng Quảng Châu là mấy chị biết rồi, đẹp giả mang. Còn bên trong này, bên trong là bông luôn ha mấy chị, một lớp bông nha. Em nói thật sự, mặt nó đạt, nó xuống. Nên người ta gọi set này là set nỉ bông. Nỉ bông, người ta gọi là nỉ là bông. Là bên ha. Ngoài nỉ, bên trong rồi, bông. Rồi 19k, chốt 19, áo 19 cho em này. Áo 19k giúp em ha. Comment áo 19k giúp em này. Chế nào này áo 19k, comment nhanh tay giúp em nha. Comment mã nhanh tay cho em nha. Em lên banh sát luôn. Rồi tiếp nè, áo Thái. Áo Thái size M hả mấy chị? Áo Thái size M cực kỳ xinh luôn. Sale dành cho chế nào, sale livestream đồ like nha. Tỉnh bao nhiêu em? Xích tình ha chị ơi, xích tình vô điểm tính nha mấy chị. Nói chung là đơn mà dưới 1 kg là 30k, đơn trên đơn từ 1 kg tới 2 kg là 40k. Em xích nhanh luôn nha mấy chị ơi. Chuyển phát nhanh luôn chứ không phải chuyển phát thường ha. Chuyển phát nhanh luôn. 1m68 1m7 mặc cái dù chân không. Mã báo kia mã 19 là sao? Mà 1m6, mã 19 là cái áo đỏ đó. Chú 19 cho em đi. Mã 19. Mã 19 à. 19k. Rồi em này 29k áo cô tông nha mấy chị, áo cô tông vừa giảm. 19k cho chị Lương Nguyên này. 19k cho Lương Nguyên. 29k. 29k comment mã 29 cho em, mã 29. 1m6 mang vừa mấy chị, không bị ngắn. Nhưng mà 1m65 là mang bị hơi ngắn một chút nha. 1m6 mang vừa luôn, không bị ngắn ha. Bộ này chuẩn là 1m6 đổ về nha. Quần bo. Rồi chị nói cái áo này mã 29 cho em. 29k áp dụng xe livestream ha. Mấy chị ơi, xe live nhiệt tình giúp em đi. Hôm nay là lượt online rất là đông luôn. Hôm nay em thấy là lượng online rất là đông luôn, nhưng mà nãy giờ chia sẻ mà mới có 117 người coi là quá view quá thấp rồi mấy chị ơi. View quá thấp nha. Ôi dồi ôi, 14-16 lượt chia sẻ. Hôm nay sao mấy chị chia sẻ cho em kỳ vậy ta. Mấy chị ơi, xe like nhiệt tình giúp bé đi. Sao hôm nay xe yếu quá. Anh Giang em trước mà Ngọc Hồng bị sao. Bộ đang mặc có bán nha chị yêu ơi, bộ đang mặc có bán nha. Cực xịn mấy chị, em phải dùng một từ cực xịn, em đứng dậy cho mấy chị coi. Cực xịn luôn, có túi luôn ha. Ngọc, túi xịn luôn nha mấy chị. Ngọc. Túi xịn luôn. Hàng Quảng Châu mấy chị ha, bộ này bộ nỉ Quảng Châu nha mấy chị. Bộ nỉ Quảng Châu nha, cực kỳ đẹp, em phải dùng một từ cực kỳ đẹp luôn. Thật sự cái hàng nó đà, nó mặc mà nó đà gì đâu luôn đó nha. Mấy chị xe tiếp tục cho em nha. Em bị chặn rồi, về người Ngọc xe livestream trang cá nhân giúp chị nha Ngọc nha. Chị nào bị chặn á thì xe livestream trang cá nhân cho em. Bộ em đang mặc là 120 một bộ mấy chị ơi, 120 một bộ, chị nào mua từ 2 bộ có giá 101. Nhưng mà đợi chút em sale, em sale nha, giờ em chưa sale ha mấy chị. Giờ để em lên em chi ông đồ like giá rẻ đó. Đây, em sẽ like một số đồ với giá cực sốc cho mấy chị luôn để mấy chị chọn ha. 29k mà 29 cho em. Mưa trong thành phố to không? To lắm chị ơi, chẳng có giọt nào. Ờ mà 29k chốt giờ. Sài Gòn mưa nhỏ lắm, Sài Gòn mưa nhỏ chị ơi. 47kg mặc size mấy? Chị đợi em xíu nha, em sẽ like bộ em đang mặc đợi một xíu ha. Rồi, chị nói cái quần này nè 19k, quần thể thao 19k, comment mã 19 đỏ cho em luôn, comment mã 19 đỏ giúp em nha. Mã 19 đỏ. Mã 19 đỏ giúp em. Em nghĩ là anh mở loa cho em rồi nha ơi. Mở loa cho em. Mở loa cho em. Mở loa gì? Mở loa. Mình đang nói tính nó mặc mở loa, nhưng mà mở loa. Mở loa. Giọng hôm nay nói cả ngày chị không nổi. Hết pin không? 19 đỏ, 19 đỏ, 19 đỏ chốt chai đây. 19 đỏ chốt cho chị Trang Nguyễn nha. Chị Trang Nguyễn 19 đỏ, Trang Nguyễn này khách mới nè, cho em số điện thoại địa chỉ nha. Cho em số điện thoại địa chỉ. Bộ em mặc siêu ấm luôn, mấy chị yên tâm nha. Bộ mặc siêu ấm. Mấy chị ơi, mấy chị. Trang Nguyễn không đúng được. Đúng rồi. Trang Nguyễn chưa có số điện thoại địa chỉ. Trang Nguyễn chưa được ha, Trang Nguyễn chưa có số điện thoại địa chỉ nè. Mã 19 đỏ cho Bích Phạm. 19 đỏ cho Bích Phạm nha. 19 đỏ cho Bích Phạm trước.
Trang Nguyễn chưa được tại vì chưa có thông tin ha. Trang Nguyễn khách mới cho thông tin. Xe mới được giá sale hả chị? Đúng rồi Diệp ơi, Diệp xe không được trang cá nhân, không xe được hội nhóm thì nhớ chia sẻ trang cá nhân cho chế nhé. Còn đây, tại vì chế bán giá rẻ lắm cho nên mấy chế chịu khó là tương tác với em chia sẻ live stream ha. Chị hai bộ, bộ em mang mặt. Cái gì vậy? Trời mà như vậy tôi to vậy. Sao to quá vậy? Em mặc to chứ. Có đâu? Em mặc to mà. Em mặc bình thường mà. Ok ok, ngon này ngon này. Hết hồn, to quá. Rồi, ngon này ha. Tại hôm nay live cả ngày á, cho nên nhọc chịu không nổi, phải dùng tới mít rồi mấy chị ơi. Bây giờ chế nào ghim cho em dòng ghim đi ha. Ghim cho em dòng ghim cái bộ em đang mặc nha mấy chị, vì bông hai lớp nha. Một lớp bông bên trong và đây mềm mại giả mao luôn, như lụa luôn, mềm cực kỳ nha mấy chị ha. Đấy hai lớp nha, cực kỳ đẹp luôn, bên trong là bông nha. Cực kỳ ấm, cực kỳ đẹp nha mấy chị. Chị nào ưng em cũng xí cho em năm bộ này thì Tết về Đà Lạt mặc cho nó ấm. Rồi, chị nào ưng cái bộ em đang mặc comment liền cho em nha. Comment liền cho em nè, chị nào cho dòng kim nha mấy chị, cho em dòng kim là một bộ là giá 120. Mấy chị nào mua từ hai bộ còn giá 101 một bộ nha. Áp dụng xe live stream cho em ít nhất hai lần trang cá nhân và chia sẻ hội nhóm cho em ít nhất ba lần ha. Ngày nào em cũng chia sẻ cho anh Giang á. Ủa chia sẻ cho anh Giang là chia sẻ cho chị hả? Xong rồi chia sẻ cho em hả? Chia sẻ cho em nhé. Nick của em chia sẻ cho em nha, đừng chia sẻ nick anh Giang. Nick Giang của bán hàng. Rồi, em đọc mã nha. Một bộ em đang mặc này mấy chị. Bộ đang mặc ha, bộ đang mặc là em bán cỡ đây trước nha mấy chị. Em lên cỡ, em đọc con số con bao nhiêu á thì mấy chị chốt cho em đi để đỡ bị rối ha. Em đọc số con bao nhiêu mấy chị chốt con bấy nhiêu cho khỏi bị rối nha. Cái bộ đó bộ size khác nha. Không. Size khác cho em một bộ size đó. Size khác. Size giống mà size thế nào? Size khác, size khác. Cái hoài. Ủa đúng hả? Ủa? Vậy là vậy là như vậy đấy. Vậy là em bị nhầm rồi. Rồi, bộ em đang mặc với chị ơi, 1m6. Chưa mua khác mà. Dạ. Còn mua khác mà. Cái gì đó nó sai sai á. Dạ, đây này đúng rồi, đây này. Đây sẽ khác nhau. Rồi, bộ em đang mặc em bán trước với chị nha. 1m6, 55 cân đổ về bộ đang mặc. Bộ đang mặc 1m6, 55 cân đổ về 1m50. Mấy chị nghe cân em đọc với chị, tại vì cái này có sai á, cho nên mấy chị phải nghe em đọc cân nha. Lên mặt nào mấy chị chốt ngoài đó giùm em, tại vì nó có sai nha. Cái bộ mặt này 1m6, 55, 56 cân đổ về 1m6 chứ. Còn 1m55 là khoảng 52 cân đổ về nha. Nhìn chưa? Đây, bộ em mặc. Bộ em mặc là 1m55 thì 52 cân đổ về. Chị nào lấy comment liền cho em. Chị nào lấy comment mã 1 cho em nha, mã 1. Bộ em đang mặc mã 1. Chị nào lấy comment mã 1 giúp em nha. Nhớ nghe số cân giùm em tại nó có sai nha. Em đang đọc rồi mấy chị, bộ bây giờ em lên từng bộ một em đọc số cân. Mấy chị nào lấy bộ nào comment liền cho em mặc bộ đó cho khỏi bị nhầm số cân nha mấy chị nhá. Tại vì một bộ có một số cân khác nhau á. Mỗi bộ có một size riêng nha mấy chị dạ, nha. Đúng rồi. Nên em lên chị bộ nào em đọc size bộ đó mấy chị rồi nha. Chị nào ơn cái bộ xanh em đang mặc comment mặc số 1 cho em, mặc số 1 em, mặc số 1 cho em nha, mặc số 1 của em là 1m6 55 56 cân đổ về. Rồi chị nào ơn một comment mặc 1 cho em lên đi. Còn có size nhỏ nữa mấy chị nha. Nhung Phan ơi, có size nhỏ nữa Nhung Phan nha. Rồi, comment cho em mặc 1 nha, mặc 1. Cho em mặc 2 luôn anh. Mặc 2. Từ lên từ 1. Rồi chốt mặc 1 hết đi rồi lên mặc 2 nha. Rồi mặc 1. Mặc 1 từ 45 cân đổ lên và 55 cân đổ về. Comment mặc 1 cho em. Chốt mặc 1 giúp em. Rồi mặc 1 luôn nha mấy chị yêu. Rồi em chốt mặc 1 nè. Mặc 1 chốt cho chị Nhung Phan. Nhung Phan đôi 3 số 3 mặc 1 ha. Nhung Phan 3 số 3 mặc 1. Mà một cho chị Huyền Dinh rồi em hết mà một ha. Mà một được cho hai người lấy mà một nè. Ngày nào cũng xem chị Thảo Lai mà không mua được. Kiều Nhoi cố lên Kiều Nhoi ơi, thấy Kiều Nhoi cũng hay chốt hàng lắm. Rồi tiếp nha mấy chị. Rồi cho em một bộ mà hai đi anh. Cho em một bộ mà hai. Nó hai là gì? Cho em một bộ giống vậy luôn mà size khác mà hai. Anh chốt mà một cho em cái nào á. Anh đang bóng miếng tê vô đó nè. Rồi mã 2 nha chị ơi, mã 2 giúp em. Mã 2 là bộ giống bộ em đang mặc luôn nhưng mà size nhỏ hơn. Bộ giống bộ đang mặc nhưng mà size nhỏ hơn nha chị. Size của nó là 1m6 52 cân đổ về, 1m55 là 50 cân nha. Đây. Bộ số 2, chị nào lấy số 2 cần lấy số 2 cho em này. Mã số 2 này 1m55 là 48 cân chứ sao đi mấy chị ha. Cái số 1 đâu? Số 2. Số 1 có 2 bộ, hai bộ đó bộ em đang mặc. Chốt cho hai người cho em. Nhung Phan với Hiền Dinh. Bộ số 1 là dòng bộ em đang mặc size M á, 1m6 55 cân á, chốt cho Nhung Phan với Hiền Dinh.
Còn cái bộ này là bộ size 1m6 52 cân, 1m55 là 48 cân. Nhắm chị nha, chốt số 2 cho em. Giống luôn nhưng mà size nó nhỏ hơn. Mấy chị chốt số 2 cho em nha. Chốt số 2. Cái bộ em ra mặt thì size to, bộ này thì size vừa ha. Size vừa tầm 1m55 thì 48 cân, 49 cân được về thôi ha. Đó, cái này tại vì nó có size cho nên em phải phân ra làm hai mặt nha chị nha. Chị nào ưng số 2, chốt số 2 kèm số điện thoại cho em. Số 2 kèm số điện thoại cho em. Đây. Chị ơi, chị nào khách mới cho số điện thoại đầy đủ em mới chốt được nha. Khách mới cho ba số đuôi là chưa chốt được nha chị ơi. Chị mà sao 2 kèm số điện thoại đầy đủ. Sao Lý Nguyên là chưa chốt được này. Chế Ngọc Anh Trần này, số 2 này. Ngọc Anh Trần số 2. Rồi, ưng số 2 chốt thì số 2 cho em nha. Ngọc Anh Trần thì chỉ có thứ mũi. Đó, cho mình bút hết rồi. Rồi, ok. Ngọc Anh Trần có địa chỉ số điện thoại hết rồi ha. Rồi, tiếp nha mấy chị ơi. Mấy chị nhớ nghe em đọc số cân nha mấy chị nha. Nhớ nghe em đọc từ từ, em ráng đọc từ từ số cân cho mấy chị nghe nha. Mẫu này thuộc mét 6 là ok, là cùng vừa ha mấy chị, không bị ngắn. Còn chị nào mét 65 là cùng bị hơi ngắn một chút nha. Cho nên bộ này chị nào tầm mét 6 đổ về, mét 6 cùng lắm là mét 62 thôi. Số 2 là size S nha. Số 2 là size 1m6 và 52 cân đổ về. 1m55 thì 48 cân, đó là số 2 ha. Rồi, tiếp nha mấy chị. Số 2 cho chị Thúy Luân Trường. Số 2 cho Thúy Luân Trường. Số 2 cho chị Thúy Luân Trường luôn ha. Rồi tiếp nha mấy chị ơi, mấy chị chốt xong số 2 chưa? Chưa. Chốt xong số 2 à, comment số 2 nhanh tay lên tìm ha. Comment nhanh số 2 lên để em lên mặt khác ha mấy chị nha. Số 2 cho Sally Quyên đôi 761 này, Sally số Quyên. Số 2 cho Sally Quyên. Sally Quyên cho anh thêm địa chỉ nha em ơi. Sally Quyên cho chế thêm địa chỉ nha. Cho chế thêm địa chỉ Sally Quyên nha. Rồi em lên tiếp nha mấy chị ơi, em lên số 3 này. Số 3 là màu hồng xinh đẹp nha. Chị nào ưng màu hồng, chị nào chuột màu hồng, chị nào thích màu hồng là fan cuồng của màu hồng cầm lên liền số 3 cho đẹp. Số 3 là 1m6 53 cân, 1m55, 1m55 thì khoảng 49 cân, 48 cân đổ về nha. 1m55, 49, 48 cân đổ về. Đây, cầm lên liền cho em mã số 3. Mã số 3 quá đẹp. Số 3 dễ thương quá. Mã số 3 quá đẹp nha, cuồng y chang luôn, cuồng dài luôn chị. Cầm lên số 3 liền tay cho em. Mã số 3 kèm số thật đây cuồng đây. Rất là đẹp luôn nha mấy chị. Đây, rất là dễ thương ha. Đó, xinh chưa? Rất là xinh nha. Chuẩn mét 6 mấy chị ha. Chuẩn mét 6 là mặc quần vừa tới, chị, vừa tới luôn. Chị Nguyễn Thị Sinh là mặc xé được không ra? Nguyễn Thị Sinh hả? Chị Nguyễn Thị Sinh được. Chị Nguyễn Thị Sinh mặc size em đang cầm này. Size mét 6 khoảng 53 con đủ về á. Sally Quyên khách cũ hả em? Tại anh đổi mới đổi phần mềm ấy. Nếu được cho anh cứ cho lại anh địa chỉ là được nha em nha. Rồi, comment liền trên mạng số 3 nha. Chúc số 3 giúp em. Mà ba mấy chị ơi comment nhanh tay ha. Mấy chị xe like nhiệt tình giúp em nha. Nhớ là xe like nha. Số 3. Nhớ là xe like nhiệt tình giúp em nha mấy chị. Số 3 cho My Tây, số 3 cho Hương Nguyễn và số 3 cho Kiều Nhoi này. My Tây, Hương Nguyễn và Kiều Nhoi ha. My Tây, Hương Nguyễn và Kiều Nhoi. Rồi chết rồi bà xỉ VV của tôi bái cho vô hả? Bà vô nhanh nhanh đi không hết đồ này bà ơi. Rồi tiếp nha mấy chị, lên màu xám đi, chỗ màu xám đẹp quá. Màu xám đẹp quá, em ưa cái màu xám này lắm nè. Rồi thích cái màu xám này dạng Hương bà. Nguyên đuôi 118 này. Đây màu hồng với màu xám là fan cuồng của em ha. Đây fan cuồng của hai cái màu này luôn á. Rồi chị nào ưng mẫu này comment liền cho em nha mấy chị. Comment cho em hình chú thỏ rất là dễ thương nha mấy chị nha. Hình chú thỏ cực kỳ cưng luôn. Em nói cái chất của nó đẹp chẳng mang luôn mấy chị. Đây rồi người ta bán đây 178 một bộ ha. Em bán đây em sale cho mấy chị giá là 120 một bộ nha. Chị nào mua từ hai bộ được giá là 101. Nó có hai lớp như vậy, bên trong là lớp bông mấy chị ha, bên ngoài này. Bên ngoài là lớp phải mịn màng ha, là lớp nỉ á, lớp nỉ mịn màng như thế này mấy chị ha, rất là dễ thương. Rồi chị đâu bộ này, bộ màu xám đi, comment cho em mã của nó là mã số xám đi. Chốt mã xám cho em mã chữ chứ, chốt mã chữ xám nha. Đây cho mấy chị có tên mã ha, chuẩn hàng Quảng Châu nha, chuẩn hàng Quảng Châu luôn. Chuẩn hàng Quảng Châu mấy chị ha, hàng Quảng Châu nó đẹp dạ mang luôn, thật sự nó đẹp vô cùng mấy chị, từ đường may mùa chị. Đặc biệt cái vải này rất là khó may, mà mấy chị nhìn đường may không bị nhăn một chút xíu nào luôn mấy chị ha. Đường may không bị nhăn một chút nào luôn, thực sự may rất là xịn và đẹp, hàng chuột sót luôn. Ba bộ là 400 nha chị Dung Phan ơi. Rồi chị nào ưng bộ này chị chị nào ưng bộ này comment đi mà xám cho em đi mấy chị. Mã là xám nha, mã xám 1m6 53 cân đổ về. Mã xám 1m6 53 cân đổ về mặc phường 1m55 hoặc 48-49 cân. Comment mã xám liền tay giúp em, mã xám có đẹp. Chốt xám liền tay với chị, mã xám liền tay, mã xám liền tay có túi luôn. Đặc biệt bộ nào cũng có túi nha, chốt mà sắm cho em. Đặc biệt bộ nào cũng có túi luôn. Cầm đi nhanh tay, cầm đi nhanh tay nha. Không đâu là hết hàng với chị ha.
Không, tôi lấy hết hàng không có đâu, một bộ em chỉ có số lượng ít thôi, không có nhiều không chị. Cái chị ơi, xe lại mai chị nhiệt tình giúp em đi. Má là có 100 được chia sẻ sao bán hàng ra. Má xám nha mấy chị ơi. Ờ, cho chị thêm bộ màu của Thảo Mặc nhé. Chị lại lấy bộ xám. Ok. Chị Nguyễn thì xin lấy bộ xám này. Nguyễn thì xin lấy bộ xám. Bộ như em mặc còn không? Đâu, còn. Còn, vậy cho chị xin thêm bộ đang mặc nữa. Đâu, xám đâu, xám đâu. Xám đấy nè. Đó, xám đó. Xám, còn bên xám kia không? Không? Xám ít không? Ok. Cái này. Rồi, chốt xám giúp em nha. Xám thêm cho bà Vivi là mới nhắc bà vô rồi. Xám cho chị xin với chị Vivi ha. Xám cho xin với Vivi nè. Xám cùng say. Mấy chị ơi, em lên cái bộ nào em đọc sai bộ đó mấy chị nghe rõ giúp em nha. Đúng rồi mấy chị ơi, em đọc. Cái bộ xám này là 1m55 khoảng 48 kia không? 48-49 cân á. 1m55 khoảng 48-49 cân là mình mặc đẹp nha. Còn chị nào cao hơn thì mặc nó hơi ôm chút xíu nha. Rồi chị nào 1m6 thì tầm 53 cân đủ về. Xám cho mi tây. Xám cho Nguyễn Thị Sinh. Mấy chị nhớ là lấy từ hai bộ chỉ còn 101 một bộ thôi. Mấy chị mà lấy từ hai bộ chỉ còn 101 một bộ thôi nha, nhớ giúp em nha. Cực kỳ xịn và đẹp luôn, xịn đẹp. Đây, bộ này màu hồng á mấy chị nào pha cùng của màu hồng, em nó đẹp giả mang luôn á. Ôi, chất của nó đã hai lớp luôn ha. Đây nè, đây bao bông bên trong nha mấy chị, cực kỳ xịn ha. Mặc ấm mát lắm, ấm mát dễ thương cực kỳ luôn. Rồi bộ này luôn mấy chị, màu hồng quay kem nha. Giống em đang mặc cái màu hồng ha. Quay kem giống mặc luôn màu hồng. Xám cho Vivi nè. Xám cho Nhung Phan, xám cho Ngọc Anh Trần. Xám cho Nhung Phan, xám cho Nhật Anh Trần. Ngọc Anh Trần. Rồi chị nào lấy bộ hồng thì chốt mã hồng cho em luôn. Chốt mã hồng nha, em chị yêu nha, chốt mã hồng. Đây hồng cho Thế Hiền Dinh. Hồng cho Hiền Dinh. Hai có hai bộ hồng này thôi. Chị nào lấy hồng thì chốt hồng cho em, hồng đang mặt nha. Trời ơi, nhìn cái mặt nó không mà thấy xịn rồi mấy chị. Nhìn cái mặt nó không mà thấy xịn rồi ha. Có bộ 60kg 1m55. Không chị ơi, 60kg tạm thời em chưa có. Bộ hồng em quốc cái tên kia vậy. Hả? Em đang đo sai mà. Bằng nhau mà. Sẵn bấm nhầm sai. Rồi mà hồng nè, hồng. Hồng chỉ hiện như một bộ. Chị nào lấy hồng là comment hồng giúp em ha. Hồng chỉ có hai bộ thôi, không có nhiều đâu mấy chị ơi. Còn size S màu hồng thì em một bộ. Đây này size S màu hồng này em ơi. Má hồng. Kìa con heo á. S hồng con heo á. Cho bà gì bộ. Size đi quyên lấy một bộ. À có phải cái này không? Đây, hồng con heo của size đi quyên này. Hồng con heo ha, size S này của Sally Queen ha. Ok dùm chế nhá. Chốt cho Sally Queen một bộ hồng size S. Rồi chế nào ôm một bộ này comment luôn cho em này. Hoặc là hồng bộ này cũng được. Hồng bộ này cũng size S này. Tầm 1m6 khoảng 53 con đổ về. 1m55 thì khoảng 40, khoảng 48 con, 49 con gì đấy nhá. Hồng cho chế Hồng Văn Trần. Hồng cho Hồng Văn Trần là hết này. Hai bộ cho chị Hiền Vinh với lại Hồng Văn Trần là em hết nhá. Em hết mặt hồng. Rồi lên màu xanh xinh đẹp nha mấy chị. Đó, màu xanh cực kỳ mát. Mặc vô là thấy gọi là tươi mát rồi mấy chị ha. Mặc vô là thấy tươi mát rồi, rất là dễ thương. Rồi chị nào ôm bộ này. Chị nào ôm bộ này ha. Bộ này cũng vậy mấy chị nha. Cũng vậy là chị lên cái bộ nào đọc ký bộ đó. Đây, bộ này 1m6, 55, 56 cân đổ về nha. 1m6, 55, 56 cân đổ về. Comment cho em mà, của nó là mã số 9. Chốt số 9 cho em. Mà số 9 nhắm chị Hòa Tiết nè. Đó, để gần cho chị có Hòa Tiết nha. Nhưng bộ này to hơn. 56 khoảng 55, 56 cân. 55 cân á, 55 cân đủ về nha. Đó, chị nào ơn chốt cho em. Để sẽ lớn nha. Chốt liền cho em và của nó là số 9. Đây, số 9 cho em nha mấy chị. Coi dạng thoải mái có túi luôn ha. Xịn lắm. Mấy chị cầm cái bộ này về đảm bảo mấy chị. Trời ơi, thích ơi là thích luôn, đã ơi là đã ha. Rồi chốt số 9 cho em. Số 9 cho chị Hiền Dinh. 9 cho Hiền Dinh. Mà chính cho Hiền Dinh ha. Rồi tiếp, chị nói đến chính rồi, cô chú chính lên cho em nha. Số 9 cho em luôn. Cam kết chính đẹp, không đẹp trả lại cho em. Thật sự luôn, cam kết là chấp vào ngày đẹp dạng mang luôn á. Chị nào thấy không đẹp á thì cứ trả lại cho em. Nhiều chế thấy em bán hàng rẻ, cứ nghĩ là em bán hàng xấu. Thật ra rẻ, rẻ mà em còn đẹp hơn hàng người ta gấp bộ lần á. Số 9 cho chị Hương Nguyên. Số 9 có một bộ lớn à. Đây hả? Chỉ có một bộ lớn thôi. Một bộ size lớn thôi. Vậy hả? Vậy chị với số 9. Vậy số 9 chốt cho chị Hiền Dinh một bộ là hết rồi đúng không? Chị Hiền Dinh lấy size vừa hay size đó. Rồi số 9 cho Hiền Dinh ha. Ok, Hiền Dinh chốt rồi không? Rồi bộ này. Số 9 cho chị Hiền Dinh là em hết nè. Rồi bộ này size bé. Bộ này 1m6 khoảng 52-53 cân.
lớp 6, năm 2, 3, năm 3 cân. Họa tiết thì y chang luôn nhưng mà size nhỏ hơn một số, giống chị nhỏ hơn một số. Chị nào mặc vừa, lớp 6, năm 2, năm 3 cân, 1m55 là khoảng 4m8, 4m9 cân. Chị nào mặc vừa, chốt liền cho em bộ này bộ số 10 đi. Họa tiết thì y chang luôn nhưng mà size nhỏ hơn một số nhé. Size nhỏ hơn một số, số 10 cho em. Comment số 10 cho em, xuống số 10 này, số 10 ít nha. Mà số 10 ít, chị nào lấy số 10, comment số 10 cho em luôn, số 10 nhỏ hơn một số nha. Số 10 nhỏ hơn một số, lớp 6, 52 cân, 53 cân gì đấy. Còn mét 55, 48, 49 cân ha. Rồi nhỏ một số đó mấy chị. Mấy chị đã ôm chốt luôn cho em. Nên mặc màu xám này. Màu xám đẹp lắm. Màu xám quê kem giống em đang mặc nha. Mặc số 10 nha mấy chị ơi. Comment số 10 cho em này. Mặc 10 đúng chị. Mặc 10 đẹp lắm em. Mặc 10 đẹp lắm nha. Rồi cái xám này có size lớn nha mấy chị. Cái màu xám quê kem em đang mặc có size lớn nha. Chị nào ôm size lớn thì chờ ha. Chờ em lên này đây. Mà xám này size lớn luôn mấy chị. 1m6 khoảng 55-56 cân đổ về ok luôn. Đây nha, 1m6, 55-56 cân đổ về ok. Còn chỉ là mét rưỡi thì 50-52 cân gì đấy nha. Rồi chốt kem mà này là mã số 33. Số 10 cho hàng kit này. 10 cho hàng kit, chốt mã 33 giúp em. Cháu ơi, chân là mã 33, chỉ là ông mã xám này chốt mã 33 giúp em. Quê tên giống em đang mặc như màu xám. Xám lông, lông này lông chuột đúng không? Xám lông chuột. Xám lông chuột cực kỳ đẹp ha. Đây, ngồi xuống đây giống chị coi được cái màu ha. Đó, mấy chị thấy màu chưa, đẹp chưa? Rất là đẹp luôn. Đó, áp dụng chế độ xe live stream nha. Nhớ xe live stream nhiệt tình với em dạo này mấy chị ơi. Lùi chia sẻ live stream cho em quá, thật sự luôn á. Mấy chị quá lùi chia sẻ live stream cho em luôn. Rồi, mới có 100 mấy à. Xe nhiều được tặng quà, được trước kiểu nhoi. Xe nhiều từ 50. Cái mã đó là mã bao nhiêu vậy em? Mã số... Chị đọc mã hả? Mã xám hả? Mà xám đấy mấy chị. Mà xám cho em đi, chốt mà xám cho em. Mà xám size lớn nha, mấy 6, 55, 56 con đổ về này. Cái bộ đang cầm á, size lớn nhé. À, chia sẻ nhiều từ 50 hội nhóm trở lên đó chị ơi. Chú gái ơi, chia sẻ nhiều từ 50 hội thành công, 50 hội nhóm trở lên là được tặng một sản phẩm free ha. Chị có thể chọn bất cứ sản phẩm gì. À, quần áo nha, có thể là đầm, có thể là váy, có thể là sách bù. Tùy gái ha. Rồi, chị đang xám, chút xám cho em, chị xám size lớn nha. Biểu không? Nhiều ký rồi chị. Cái bộ đang cầm là 1m6. 1m6 khoảng 50 55, 56 con đổ về. Xám cho chị Mai Đặng, xám cho Vivi. Chốt xám cho Mai Đặng với Vivi dùm em ấy. Không, dục cái bộ xanh lá của chị. Xám cho Mai Đặng, xám qua đâu? Đây này, xám cho Mai Đặng, xám cho Vivi. Đây, xám cho Mai Đặng, xám cho Vivi. Bộ xanh lớn nha chị, xanh lớn nha. Xám cho chị Hương Nguyên. Có hồng, hồng nhiều lắm Hương Nguyên ơi. Xám cho Hương Nguyên không giấu. Hương Nguyên trên địa chỉ như Hương Nguyên ơi. Hương Nguyên trên địa chỉ không. Mã 33 là gì? Mã 33, qua lâu mất tiêu rồi. Như cái này mã 33. Chị Hằng Hà Nội lấy mã 33 hả? Em chốt 33 cho chị Hằng luôn ha. Hằng chốt mã 33 luôn. Vậy là 33 chị không? Khi nào chị chốt lên thì chị ok đó ha. Không biết đâu mà vậy hả? Vậy chị Hằng ok dùm em đó. Chị mà chốt mã 33 ok dùm em ha. Chốt mã 33 ok lại dùm em nha Hằng ơi. Hằng Hà Nội. Hương Nguyễn 9118 nè. Cho địa chỉ. Rồi em nói thật bộ nó đẹp. Nó đẹp để mang luôn á. Em chốt cả 5 bộ luôn mấy chị. Về Tết thay đổi mặc cho nó đà. Về trên Đà Lạt nó lạnh á. Mấy chị nào ngoài Bắc chắc là nóng ha. Chắc là nóng luôn á. Mấy chị chốt về mà mặc thật sự luôn. Em mắng rẻ để mang. Rẻ lắm nha, rẻ lắm luôn á. Đây mấy chị xe la nhiệt tình nha. 121, mấy chị 201 khi mua từ 2 bộ. Mấy chị chốt ít nhất 2 bộ đi. Về mặc cho nó sướng. Nó sướng ha, Tết về mặc cái bộ này cưng ơi là cưng, nhìn dễ thương. Chồng nhìn là chồng yêu liền luôn, thật sự. Rồi, bộ này nha, màu xanh lá cây nè mấy chị, màu xanh lá cây. Chị nào ưng màu hồng đợi em xíu, em lên màu hồng giờ đó nha. Tại màu hồng nãy giờ em lên cũng nhiều rồi, bây giờ em ưu tiên mấy màu khác trước ha. Comment mã thanh em. Là sao ta? Sao quá đọc nổi. Còn mã 1000, 1k em là sao ta? Chị không, chị nhắc. À không, chị nhắc. Ok ok chị. Nếu mà chị cười comment chị nhắc cho em nha. Chị nào muốn nhắc mã cho em nhớ comment chị nhắc cho em để em biết ha. Rồi xanh lá, có duy nhất một mã xanh lá duy nhất ở trong lô mấy chị ha. Đây một mã xanh lá duy nhất trong lô. Cái này là xanh lá, cái này gọi là xanh gì nhỉ? Xanh này đẹp quá không? Xanh này quá đẹp luôn, xanh này xanh gì thế nhỉ? Xanh ngọc hả? Xanh ngọc đúng không? Trời ơi, màu xanh nhìn nó ngọt. Nó ngọt kinh khủng luôn á. Rồi mẫu này 1m6, 53 cân đổ về mấy chị ở 1m55 rồi khoảng 48 cân nha.
chị nó bộ này mới 55-48 con bộ về. Rồi chị nó cầm lên liền cho em mã của nó là mã số 2. Chốt mã 2 cho em nha, mã 2 quá đẹp, sự mã 2 đẹp nhà mang luôn á. Mã đẹp ghê luôn á. Đẹp quá đẹp luôn, để cho mấy chị coi này. Chất hàng Quảng Châu là nó khác biệt liền so với hàng sủ Việt Nam ha. Đó, đường may thì đường may sủ Việt Nam thì nó nhăn nheo, chứ đường may hàng Quảng Châu em nói thật sự nó không hề có một vết nhăn nheo luôn, thật sự nó đẹp, đẹp vô cùng ha mấy chị. Đường may sắc sảo vô cùng luôn. Đó, đồ thì đẹp mà vải thì nó mềm, nó trời chúa bao giờ mà đụng cái bộ đồ này nó sướng tay như mấy cái bộ này luôn á. Thật sự đẹp. Phải dùng một từ đẹp không đẹp trả lại em nhận hết nhé. Rồi chị đơn bộ này, comment liền cho em mã của nó là mã số 2. Chú số 2 cho em, số 2 kèm xin thoại nha. Mã 2 kèm xin thoại cho em. Mã 2 kèm xin thoại cho em. Mã 2 cho chị Hiền Dinh nè. Mã 2 cho bà Vivi nè. Mã 2 cho Bích Phạm nè. Cho Bích Phạm nè. Chị Thúy Vi Chun. Thúy Vi Chun. Thúy Vi Chun mặc size M là mặc được mã 2. Thúy Vi Chun, Thúy Vi Chun cái cũ đúng không? Không biết. Thúy Vi Chun comment mã 2 mới chốt hàng nha Thúy Vi Chun ơi. Chị comment đúng mã mới chốt hàng được nha. Cái em cầu là M S. Còn nó một size đó. Một size. Có size L với size này là M mà được. Rồi size kia L mà. Rồi. Dự đơn giúp em nha chị. Kiều Nho hôm nay là chốt được cái gì đâu mà dự đơn bà. Tiên Đinh này, Tiên Đinh mã 2 luôn này. Tiên Đinh lấy mã 2 luôn này. Tiên Đinh mã 2. Tiên Đinh mã 2. Em ngồi yên đi để anh chốt cho, anh nói thật đấy. Em không cần phải chốt đâu, em ngồi nói chuyện với anh thôi để anh chốt cho. Có size L không Thúy Vi Chuông ơi? Size L có đấy chị. Nói chung là chị nói số con đi, em chốt size cho. Chị đừng có quan tâm size, thực sự mấy cái bộ này chị đừng có quan tâm size. Chị chỉ cần nói số con của chị thôi, em chốt size cho ha. Số con và chị nghe em đọc số con và số phí là chị ok, chị chốt size giùm em nha. Đây, bộ này là 1m6 khoảng 53 con đổ về, 1m55 khoảng 48-49 cân. Đó, chị nào ưng chị chốt liền cho em mà của nó mạng số 2. Rồi em cứ đọc số cân, mấy chị nghe số cân cỡ giúp em, sau đó mình trừ đi ha. Ví dụ như là ở số cân đó thì mình có vừa hay không. Rồi ví dụ mình nhẹ hơn thì trừ bớt cân nặng đi cho em. Rồi mình mà cao hơn thì mình cộng thêm cân nặng giúp em nha. Chị bao nhiêu cân? À chị 60kg hả? Chà cái này cày á, 60kg em không có sai rồi. Em không có sai 60kg, chị có sai 56kg đổ về thôi. Có màu xám con gấu không? Chị có luôn nha, màu xám con gấu có luôn, rồi lên luôn nè. Mã số 2 cho chị cho Tiên Đinh nè. Phải không ta? Đấy. Đúng. Tiên Đinh bức tạng. Số 2 cho Tiên Đinh nè. Số 2 cho Tiên Đinh. Số 2 cho Tiên Đinh luôn. Số 2 cho Trang Trang Thu nè. Số 2 cho Trang Trang Thu còn đủ không? Tiên Đinh chế. Trang Thu. Chế thì ra số 2. Dạ, số 2 dùng em đi. Đi hơi rộng chị ơi, bà cứ ba mặc không, không. Bà Bích Phạm mặc số con người cũng có rộng đó bà. Bà đâu? Mặc là vừa luôn á chứ. Cái đó vừa chứ không có rộng nha. Cái đó không phải size lớn đâu mà rộng. Size lớn này nói size lớn nha. Đang sợ Bích Phạm mặc ôm á. Mình 40 cân mặc chỉ còn size này thôi nha chị Trang Trang Thu nha. Chị Trang Trang Thu 40 cân mặc được chị nha. Nó đấy. Là size S đó nha mấy chị. Nó là size S á, nó là size nhỏ nhất nha mấy chị nha. Bộ này là size nhỏ nhất là tầm 1m55 là khoảng 48 cân đổ về nha. 1m55, 48 cân mà bà 1m5, 46 cân mà bà sợ rồng này bà bích luôn. Mình rồi, hôm nay, hôm nay còn cách chốt hàng lại chú Văn gái. Rồi, em xin thông báo lại cái chốt hàng nha mấy chị nha. Một chị nào mà khách mới á, vui lòng cho em sẽ gọi đầy đủ cái mã hàng trong một dòng. Mấy chị nhớ giùm em, lưu ý giùm em là một dòng. Còn chị nào mà khách cũ á, vui lòng cho em ba số đuôi kèm mã hàng nha, chị chỉ một dòng ha. Mấy chị nhớ là một dòng giúp em. Nhớ là một dòng giúp em nha. Rồi con gấu màu xám nè. Chị nào này hỏi con gấu xám. Con gấu xám nha. Chị nào ôm con gấu xám. Số 2 cho chị Hương Doãn Hoài nè. Chị Hương Doãn Hoài cho em xin thêm địa chỉ nha. Em hết số 2 luôn nha. Số 2 cho Hương Doãn Hoài. Hương Doãn Hoài là em hết số 2 cho em thì chỉ trong vòng 2 phút. Gấu xám cho chị Hiền Dinh. Gấu xám cũng vậy nha. Gấu xám là 1m6 khoảng 53 con đổ về. 1m55 là khoảng 48 con ha. Mấy 55 là 48 cân. Comment mạng gấu xám giùm em. Mạng gấu xám với chị. Chị cho Đình Tuyết từ Hà Nội về nhảy lên xem live liền kìa. Ok chị Trang Trang Thu hồi như khách cũ bên em rồi. Thì chị ở trên 3 số điện thoại nha. Chị là khách mới thì cho xuyên thật đầy đủ với em nha. Ok, gấu xám cho chị Hiền Dinh này. Cảm ơn chị Xuân Hình Tuyết yêu dấu nha. Rồi gửi cho Khai Bình rồi đó. Ngày mai là gọi tranh thủ đi qua Tuyết có chở đồ qua giao cho chị để lấy quà chứ nhỉ. Rồi gấu xám,
gấu xám cho Vivi luôn ha. Chị nào lấy gấu xám comment gấu xám cho em luôn ha. Nó thật sự gấu xám mà đẹp nhà mẹ luôn á. Rồi chị nào lấy gấu xám comment gấu xám cho em, để em thay một bộ xám cho mấy chị coi đi. Thử một bộ xám nha. Cầm thử một bộ xám ha mấy chị. Đây nè. Thay cho em đi để em thử đồ. Mấy chị đợi em xíu, xe livestream mấy chị ơi, xe lên 250 lượt chia sẻ em tặng quà mấy chị nha. Xe lên 200 lượt chia sẻ tặng đầm mấy chị ha. Chia sẻ lên 250 lượt chia sẻ giúp em nha. Ngon 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 giúp em nha. 250 lượt chia sẻ nha mấy chị. Alo. Alo. Ừ, chiều cho em rút hàng để cho em đi luôn hết từ chiều không ạ? Ừ, rồi anh nhân viên nghỉ mất tôi, giờ anh đang like rồi, cái gì thì em nhắn tin sau cho nha. Có vô mua đồ bộ thì vô đồ bộ đẹp lắm. Mấy chị ơi, xe đang chuyên nhiệt tình giúp em mấy chị ơi. Rồi sao ấy, em để ý nó đẹp cái gì. Xe trang cá nhân và hội nhóm giúp em nha. Xe trang cá nhân và hội nhóm giúp em nha mấy chị ơi. Xe nhiệt tình ha. Rồi bộ này nhắm chị, bộ này là mã của nó là mã số đây, mã này là mã gấu xám nhắm chị nha, mã gấu xám túi luôn mấy chị ha, chị, có túi luôn. Chị Hương Doãn Hoài cho em xin thêm địa chỉ nha chị ơi. Bộ này 1m55 khoảng 46 cân, 47 chứ 47 cân, 48 cân nha, 1m55 48 cân, 1m6 là khoảng 52-53 cân ha. Đó, gấu xám nha. Chị nào gấu xám comment gấu xám cho em, gấu xám chốt được cho mấy người rồi. Comment gấu xám lên đây nha. Mấy chị ơi, xe lai nhiệt tình giúp em đi mấy chị, xe lai bàn tay ha. Xe. Có 160 lượt chia sẻ. Chia sẻ cảm. Xe lai em tặng quà đi mấy chị ơi, xe lai tặng quà nha. Mới có 160 lượt chia sẻ thôi. Mấy chị xe giúp em 2 lần trang cá nhân và hội nhóm mấy chị ha. Xe giúp em 2 lần trang cá nhân hội nhóm nha. Rồi, chế nào ông gấu xám comment gấu xám cho em đem lên một khác thôi mấy chị. Ông gấu xám comment gấu xám giúp em. Được khác. Chưa, tôi thấy mấy chị có vẻ không thích cái bộ này nhé. Rồi, gấu xám đem lên bộ hồng nè, lên bộ hồng nữa. Lên một bộ hồng nữa ha. Đây em lên một bộ hồng này nha mấy chị. Mấy chị nhớ xe livestream nha mấy chị. Chưa mai mấy chị còn chưa vô là không còn cái gì. Gần hết bộ rồi. Không gì để dành cho mấy chị. Gần hết bộ đi. Rồi. Mấy chị nhanh tay ha, còn bộ hồng nữa là hết luôn nè. Bộ hồng nữa là hết nha. Ok, chị Hương Doãn Hoài nha. Ủa, chứ để chị mới quen. Ủa, biết chọc lần đầu ăn rồi. Rồi, chị nâng cái bộ màu hồng này cầm em mã cho em mã hồng nha. Mã hồng giúp em. Chị nào ơn bộ nỉ hồng comment mã hồng cho em nỉ bông nha mấy chị, nỉ bông nha. Chị nào ơn nỉ bông hồng comment mã cho em là mã hồng kèm xin thoại cho em. Trời ơi, tưởng ai hết hồn. Thím Hương. Thím Hương hả? Ừ, tưởng ai hả? Comment mã hồng cho em nha. Thế nên quên. Ai gì đâu Thím Hương. Hết hồn à? Rồi, bác xin này chị mới chịu chốt hàng đúng không? Ờ. Rồi mã hồng cho em, mã hồng comment hồng cho em xuống hồng luôn. Mà hồng là 1m6 khoảng 53 cân, 1m55 là khoảng 48 cân mấy chị ha. Comment mà hồng cho em. Rồi xuống hồng rồi là hết bộ mấy chị nha. Hồng cho bé ăn nè. Hồng cho bé ăn. Ừ rồi, chuẩn bị mai về cho ăn ăn mình nó không đồ về. Hồng có cái size lớn không? Không có size lớn, chỉ có size bé thôi, chỉ có size 1m6 55 cân thôi. Đúng rồi, hồng. Có 1m6 khoảng 53 cân thôi. Hồng chỉ có size bé thôi. Chỉ có 1m6 53 cân thôi cho bà Hoàng Kiếp một bộ. Hoàng Kiếp mặc vừa này. Hoàng Kiếp một bộ này, bé Ánh một bộ này. Đánh một bộ. À đúng rồi, anh nên được lúc này anh em đồ về. Kiều Thúy không chốt được hồng rồi. Chị Kiều Thúy ơi, má hồng không có bộ bự đâu. Mà chị 55kg, chị cao bao nhiêu nhỉ? Hồng cho chị Thủy Tân Nguyễn nha. Thủy Tân Nguyễn hồng nữa ha. Hồng cho Thủy Tân Nguyễn là hết. Em lên em ngưng hồng, em ngưng bộ nha mấy chị, ngưng bộ nha. Ngưng bộ em lên cái khác ha. Rồi lên len nha mấy chị. Lên bộ len ha. Đây. Đợt này mấy chị xe yếu quá à. Chia sẻ yếu quá nó không có lên view nổi. Mấy chị xe livestream nhiệt tình giúp em tặng quà ha. Lên 250 lượt chia sẻ mấy chị ha. Lên 250 lượt chia sẻ giúp em nha. Em tặng quà luôn chị. Chị Thủy Tân Nguyễn ơi, thấy chị cũng ít chỗ tham bên em ấy.
nếu chốt được một bộ bây giờ cũng đi nha chị nha, có nhân viên gọi chốt hàng nha. Biết 655 ký Kiều Thúy lấy màu khác giùm em đi Kiều Thúy, còn cái size nào size lớn không? Còn cái màu xám á, Kiều Thúy ưng màu xám em chốt màu xám cho Kiều Thúy nhá. Còn màu hồng em hết size lớn rồi, màu hồng hết size, hết size to rồi, còn màu xám thôi. Nghe em cứ kêu hồng đi. Rồi rồi em lên áo len nha mấy chị, áo len mùa lạnh nha. Chị nào ở trên mùa lạnh rồi. Một cái 655 ký mà size lớn. Ừ, chứ size lớn chứ. Thì màu xám, màu xám hoặc là màu... Trời, giờ chỉ còn màu xám thôi, màu hồng hết rồi. Thì Kiều Thúy lấy màu xám, chốt màu xám cho, màu xám cũng đẹp lắm nha chị ơi. Màu xám sẽ lớn đúng không? Kìa kìa, cái quay kem á, quay kem á. Đấy. Có cái xanh coi. Cho xem, cho chị xem mẫu đi. Có xám size nhỏ không Thảo? Có chứ. Xám size nhỏ quá trời mà. Đủ là may ho mà mặt lắc quá. Nói em không biết tí thì đây màu xám đó chị yêu ơi, màu xám màng hơi hiếu một chút mấy chị chịu màu khó xám. Coi ha, màu xám chị Kiều Thúy nha, màu xám Kiều Thúy nha, màu xám quay kem ha, đây màu xám quay kem nha chị, mấy 655 ký ok chị ha, mấy 655 ký được này, còn nếu mà chị muốn to nữa chị lấy á, xám thì em cho em cái màu xanh size khác đi, cùng là size to luôn mà màu khác đi. Kiếm. Rồi mẫu này em lên áo len với chị hai, em ghim là giáo len nha. Xám nam không mặc được thì Lê ơi, xám 45kg không Thảo, có xám 45kg luôn. Xám 45kg là xám thỏ. Bự chỉ còn một màu mẫu nữa thôi. Xám 45kg chị mặc xám gấu em đang mặc nha. Em đang mặc nè. Xám gấu. Cầm đen xám gấu nha. Xám này 45kg đi. Xám thỏ này. Xám thỏ này nè. Xám thỏ ha. Xám gấu xám thỏ thôi, còn hai mẫu thôi. Chị nào ơn mà size 45, size 48 cân á, 46 cân đổ về thì comment xăm gấu xăm thỏ cho em là em hết nha. Đó, chị nào ơn comment luôn là hết đó. Đó là hết mẫu rồi nè. Rồi, chị nào ơn comment luôn cho em. Xám nam không mặc được nha, xám nam không mặc được đâu. Cái này toàn size nữ thôi, size nam không mặc được. Rồi, lên lên thôi mấy chị. Chị nào ghim cho em dòng ghim đi, em bỏ dòng ghim cũ, ghim dòng ghim mới nha. Chị nào ghim cho em áo len nè mấy chị. Áo len đồng giá, áo len là 69 ngàn một chiếc. Chị nào lấy 2 chiếc còn 65k ha. 2 chiếc được 65k một chiếc nha mấy chị nha. 69 ngàn một chiếc, chị nào lấy 2 chiếc còn 65k nha. Nhớ chế nào cho em trong ghim đi chế ơi. Chế nào chúc em vào trong ghim nha. Sao múc đâu nhờ, sao múc ơi. Trời, lên lên luôn mấy chị. Lên chế, 65. Chế gì Kiều Thúy. Chế Kiều Thúy có lấy cái xám đó không chế ơi. Cái xám xe bự đó chị có lấy ok cho em biết nha. Lấy xám gấu 45kg cho chị Hoàng Kít. Ok, xám gấu 45kg cho Hoàng Kít này. Ok, cảm ơn Mi Tây ha. Yêu nhiều lắm, thương nhiều lắm. Ghim giá Mi Tây lại ha. Hoàng Kít 65k một chiếc nha, coi tình lộn á. Nhớ là 65k một chiếc nha mấy chị. Hai cái 65k một chiếc nha. Rồi em lên lên nha mấy chị ơi, lên lên nha. Chị nào ôm cái màu len em đang cầm rất là đẹp ha, đẹp giả mang luôn, form dài mấy chị, nó thật ra nó là đầm luôn á. Chị nào mà thấp 1m55 đổ về là thành đầm nha, đầm dễ thương cực kỳ luôn mấy chị nhìn nè. Đó mà có 69k đầm len dài luôn nha mấy chị, mà có 69k thôi. Mấy chị có thể mặc chung với quần legging ha. Màu xanh em cũng hết size lớn rồi. Màu xanh cũng hết size lớn chị ơi, màu xanh em còn size nhỏ thôi. Màu xanh chỉ còn size nhỏ thôi chị ơi, hết size lớn nha. Ủa xe lớn rồi, còn xe nhỏ mà. Rồi, chị nâng màu này comment liền cho em mã của nó là mã số 3 đi. Chút mà 3 cho em. Mà 3, đó mấy chị nhìn cái len này đã chưa. Dày nè, dài nè. Tay thì dài miên man luôn. Len dày đàng hoàng mấy chị. Mùa lạnh này mặc là đúng, thật sự là mùa đông không lạnh luôn mấy chị ơi. Ấm cực kỳ, xinh ơi là xinh mà mô đen nữa ha. Rồi chị nâng 69k thôi. Comment liền cho em mã 3. Mà 3 69k ha, chúc mà 3 cho em. Mà 3 cho chị mà 3 cho chị Hiền Dân. 3 cho Thanh Mai nè. 3 cho Mở Mai Thanh... nha. 3 cho Mở Mai cái, cho Hiền Dân cái. Rồi chúc 3 cho em luôn. Mà 3 cho bà, cho bà Vivi một cái. 3 cho bà Vivi ha. 3 cho Kiều Nhoi. 3 cho Kiều Nhoi một cái. 2 cái. Hả? Vừa đủ. 3 2 cái cho Kiều Nhoi là hết nha.
Ôi sao mốt ghim đẹp quá, cảm ơn sao mốt nha. Bà sao mốt nào ghim đẹp nhất thiệt. Đi đâu hôm nãy giờ đi đâu? Cuối năm phải tặng quà cho bà riêng mới được. Quà tặng cho bà sao mốt luôn. Rồi tiếp nha mấy chị. Mùa đông không lạnh nha. Mùa đông không lạnh nha, đi ông mít kêu cái nha mấy chị. Mùa đông không lạnh là mà mùa lạnh cũng không bị đông nha. Tết này tha hồ đi chơi. Đâu? Đâu rồi? Anh, cho em. Cái gì ấy? Cái này á. Rồi, màu xám xinh đẹp này ha. Hình như anh chưa lắp pin hay sao em ơi? Phát. Em ơi, anh cứ lắp pin ra xong anh chụp đâu rồi, anh thấy pin cho em mà. Mà khoác, lấy cục khác nhét vô như này. Mà khoác, chị nào lấy khoác comment mà khoác cho em. Lấy cục khác nhét vô. Rồi mà khoác lên nha mấy chị, khoác lên. Khoác lên thì 70k không bớt mấy chị nha. Khoác lên 70k. Chị nào lấy khoác lên comment mà khoác lên cho em. Khoác lên tay dài vô này mấy chị. Tay dài lắm nha. Đó, rất là dễ thương luôn. Chị nào lấy khoác lên comment khoác lên giúp em nha. Mà khoác lên. Khoác lên giúp em. Comment mà khoác nha, mà khoác. Bộ em mặc còn nha chị Kim Lê ơi. Bộ em mặc mà không. Việt Nam thắng rồi, đi nhậu đi. Ok, mai nha, mai qua đây nha. Mai chủ nhật nè, mai qua nha. Bỏ em mấy đôi bông tai đi rửa thảo. À hai đôi nha Hoàng Kít, hai đôi đẹp dã man luôn. Nhớ về là bỏ mê mệt luôn ha. Mê luôn. Khoát cho chị Kiều Thúy. Khoát cho Kiều Thúy ha. Khoát có 70k thôi. Khoát cho Kiều Thúy. Em quăng cái này em bó tay được. Sao vậy mà khoát đó? Em phải ghi chứ, em đứng hàng chứ không ghi. Ghi ở đâu? Anh ghi ở đâu? Cho em cái bút nè. Anh ghi ở đâu? Cho cái bút. Cho cái bút đây em. Đâu? Rồi, khoát cho Kiều Thúy nha. Chị ở đâu? Chị ở Sài Gòn đi. Nha gái ơi, em ở Sài Gòn ha. Khoát cho Kiều Thúy nè. Con lắng cái tay rồi đó. Khoát cho Kiều Thúy ha. Nè, khoát 70k cho Kiều Thúy nè. Khoát 70k cho Kiều Thúy ha. Rồi khoát cho bà Vivi nè. Bộ này bao nhiêu? Bộ này là 120, 2 bộ 101 một bộ nha gái ơi. 120 một bộ, 2 bộ là 101 nha. Kiều Thúy 062 rồi cho bà Vivi nữa nè. Khoát cho bà Vivi ha. Khoát cho Vivi nữa nè. Chị nào lấy khoát comment khoát lên trên. Về đẹp chắc mua được quá, thằng đang nghiền quá. Đang nghiền cái hen. Mua đi lâu mới lấy lần rồi bà ơi. Ta lấy cho bà tiền lấy về cho mấy chế ở nhà luôn á. Chứ đâu có dự định là báo bông tai đâu. Rồi mẫu này nha mấy chị. Mẫu này ha, mẫu này có xước xước, cào xước xước, đẹp luôn nè mấy chị. Cào xước xước rồi luôn ha, nhìn rất là xinh nha. Màu đen ha. Rồi chế nào lấy đen, chút mà đen cho em. Lệnh lệnh một bên vai luôn, đó len mà làm cách điều rất là dễ thương nha. Cái lông len này là len, nói chung là len đẹp lắm. Mịn mà đẹp, màu đen. Phong dài hết mấy chị nha, phong dài. Chị nào màu đen này chút mà đen cho em. Mà đen 79-75. Mà đen chút mà đen cho em. Hồi tối không coi. Rồi chút mà đen cho em. Rồi bây giờ tập trung đi bà. Xe live stream đi, xe live stream đen cho bà Trang La La. Trời ơi bà Trang La La, nãy giờ mấy chị vô nè, nãy giờ bộ quá. Trang La La lấy bộ nỉ nè Trang ơi, cái bộ màu xám thế đang mặc còn. Ngoài đó lạnh là một mối với bộ đang mặc đẹp cực kỳ luôn, bao ấm luôn. Đen cho bà Vivi luôn, đen cho chị Ngọc Diệp. Julian cầm bộ. Đen cho bà Trang La La, đen cho Vivi, đen anh cho em ơi, em ơi, em ơi. Ê, chụp lại em đi cho, chụp lại em đi cho. Toàn khách mới không, em chốt thì không có địa chỉ số tài cho em đọc như vậy rồi mai em chốt hàng sao? Mới Ngọc Diệp thôi, Ngọc Diệp là cái khách mới hả? Ngọc Diệp ơi, Ngọc Diệp cho em thông tin số điện thoại địa chỉ nha Ngọc Diệp ơi, để em chốt cho người quen trước này. Út Nguyễn trước này. Út Nguyễn cho em 3 số đuôi, mấy chị ơi em xin nhắc lại cái chốt hàng nha. Khách mới thì cho. Khách mới thì vui lòng. Em bảo rồi từ từ đi để anh soạn trong chỗ này chắc chết tí em ngồi nói chuyện một phút thôi. Khách mới thì vui lòng cho em số điện thoại đầy đủ kèm mà hàng. Khách cũ vui lòng cho em ba số đuôi kèm mà hàng nhé. Út Huyền nè. Hai màu bộ em đang mặc chỉ lấy hai bộ, hai màu bộ em đang mặc Kim Lê. Cho em thông tin Kim Lê ơi. Cho em thông tin ha, số điện thoại. Cho em là cân nặng số điện thoại. Số điện thoại và địa chỉ của chị nhé. Rồi em ghi Út Nguyễn với nha. Út Nguyễn cái đen rồi nè. Út Nguyễn đen, anh ghi Trang La La đi. Trang La La với một cái nụ cho bà
Để anh chốt. Bà Ngọc Điệp với lại bà Tình Sa ai cho số điện thoại địa chỉ trước thì chốt người đó nha. Ngọc Điệp với Tình Sa ai cho em số điện thoại địa chỉ trước em chốt người đó nha. Hương Trần Tình Sa là khách cũ em rồi. Tình Sa khách cũ hả? Đúng. Nếu vậy chốt thì Tình Sa đi. Đấy mà để anh chốt cho anh đợi em một phút thôi, để anh chốt cho em con là cái nào hết, ok? Thật một phút thôi, anh chỉ một phút thôi là xong rồi. Cái gì quan trọng là làm trước nha. Thì anh đang làm. Và mẫu này nha, mẫu này khoác không có gì phát lên nha. Chị đâu phát lên này. Đó. Bộ em đang mặc còn mấy bộ vậy em? Bộ mặc còn hai bộ đúng không? Giờ không chết ra thì sao mới được. Rồi. Má đen. Tình Sa có một mã đen nha. Em hết đen rồi, hai kiếm mà thông cách mới cho em thông tin cho chốt được nha. Tím chốt mà khác cho con nha, tím ơi. Rồi chị đâu biết khoác này comment cho em mã xanh. Comment mã xanh cho em mấy chị, khoác len ha mã xanh nha. Mã xanh 70k. Mã xanh 70k ha mấy chị ha. Chị nào lấy xanh giúp xanh cho em này. Rồi mã xanh 70k giúp em. Xanh nha. Comment xanh cho em luôn, cực kỳ ấm, cực kỳ thoải mái. Rồi xanh, chốt mặt xanh giúp em. Mặt xanh nha, mặt xanh. Khoác cho em nha Hiền. Tình Sa có địa chỉ rồi, em biết rồi, khoác cho em nha. Khoác là cái gì vậy? Mặt xanh. Khoác là mặt xanh. Mặt xanh đi Hiền ơi. Khoác ok, xanh cho Hiền này, xanh cho Thúy Luân Trương này. Còn không em? Hết xanh nha, xanh cho Hiền, xanh cho Thúy Luân Trương này, em hết xanh nha. Hết xanh nha mấy chị. Rồi. Em lên tiếp cái mẫu tay dài, cái hiệu ha. Xanh giá khác hay sao vậy? Xanh 70k. Không nói sao em biết. Mấy cái khóa của này 70k hết. Có hai mẹ. Cái đó mặt thứ hai thôi. Rồi xanh. Chị nào lấy xanh hết rồi đúng không? Em không ghi em thấy. Rồi mẫu này. Chị nào mẫu này comment cho em mã của nó là mã số 20. 20 giúp em. Mà 20 nha, 20 cho em. Okay, 20 này nam, bắc, trung nam gì mặc được hết. 20 này vừa phải ha. Nên của nó vừa phải dễ thương, làm áo kiểu ok luôn. Mấy chị có bèo quá, rất là xinh luôn. Chị đã lấy 20 cho 20, 20 1m6. 1m6 là 58 cân đổ về luôn ha. 1m55. Ship bao nhiêu em ơi? 50 cân đổ về. Chế ở đâu em mới báo ship được này. Cái gì anh không nhìn được cái gì hết. Chấm. Ship thì tùy bưu điện nhé chị ơi. Ship tùy bưu điện tính nha. Úc Hà là chốt được gì rồi à? Rồi, comment mã cho em là mã 20. Chốt 20 giúp em nha, mã 20. Mấy chị ơi xe like nhiệt tình giúp em nha. Hôm nay xe yếu à. Xe yếu ơi là yếu luôn á. Đây. Những cái khoác cho mình là khoác cái này, khoác đúng không? Dạ. Yeah. Đúng chưa? Đúng. Rồi, ok, xong. 6965 mà 20. 20 cho bà Vi này. 20 cho bà Vi nè. 20 cho Hoàng Chít này, chít tân báo cũng điện luôn chị ơi. À, của chị nếu mà hai chiếc tủ bộ này chiếc cứ vào khoảng tầm 40k đó chị nha, này nó cũng hơi nặng. Vì Phạm tặng quà chị với Phạm xe live stream giúp em nha chị. Chị xe live stream giúp em là chị nào mà xe thành công khoảng 50 hội nhóm á, em sẽ tặng với chị là free bất cứ món gì nha, mấy chị chọn nha. Mấy chị sẽ chọn một sản phẩm free. Mấy chị thích chọn cái gì cũng được, hay là quần áo ha, đầm váy hay là công chúa hay là bất cứ cái gì cũng được chị ha. Áo len mỏng mà chị mới xem được nên mất sóng hơi yếu. Đúng rồi, cái này không phải mỏng mà cái này vừa phải. Độ len của nó là độ len vừa phải ha. Cái len này là mấy chị mặc bắc trung nam đều ok hết. Đấy có mèo như vậy rất là dễ thương này. Vừa dày có, vừa có ha. Rồi chị đâu cái đen chút mà đen cho em luôn, có hạt ngọc rất là dễ thương. Hở vai một bên nha. Một bên không hở, còn một bên hở vai thì hai tay dài đây. Bên này không hở nha. Bên này không hở. Ủa đen là cái trắng này đúng không? Rồi đúng rồi. Đen giống trắng á, nhưng mà nó mà đen nha. Chị nào lấy đen comment đen cho em, một em là 69, hai em 65. Hai em 65 một em. Rồi. Anh viết cái trắng cho em đi. Viết tên đi. Trắng cho ai, em có ai trắng đâu. Trắng cho chị Hoàng Kít em mới đọc xong, 20 á. Má 20 hả? Ấy hả? Ừ. Ờ, phải hỏi đâu. 20 cho Hoàng Kít, cái VV đó. Ok. Rồi, mã đen. Đen cho chị Hiền Dinh giúp nè. Đen cho Hiền Dinh okay, đó. Đây, đen cho Hiền Dinh. Anh đọc có thể. Đen cho Hiền Dinh nè. Đen cho Kiều Thúy nè. Hiền Dinh, Kiều Thúy. Đen cho Hiền Dinh, đen cho Kiều Thúy. Có đen dày đi nha mấy chị. Có đen dày luôn, đen mỏng, đen dày có hết. Mấy chị thích nhạc gì em nhảy nhạc đó nha. Đây, thích nhạc gì nhảy nhạc đó luôn. Màu rêu nè mấy chị, màu rêu nha. Rất là dễ thương.
Đây, nghe phần phụ của nó hở hở ra một chút về sexy dễ thương mà đẹp lắm. Lên này lên dày ấm áp nha. Có một phần hở một chút xíu cho không khí nó lưu thông ha. Rồi. Mà reo, chị nó lấy reo chút reo cho em. Rồi tay của nó là như thế này mấy chị. Đó, có mấy cái lộ lộ như vậy thì rất là modern ha mấy chị. Modern cho không khí thông thoáng nha. Rồi phong dài comment mà reo cho em. Chúc mà reo. Mà reo như cái tình yêu ơi. Đắt quá. Này giờ em thì đứng một chỗ luôn rồi. Reo reo chúc reo cho em nha, chúc mà reo. Mấy chị xe like nhiệt tình nha, mấy chị xe like nhiệt tình giúp em nha, điểm lên hàng nhân đó mấy chị ha. Xe chậm quá, mấy chị ít xe quá. Mấy chị xe nhiệt tình cho em đi, lên 250 view em bắt đầu tặng quà rồi nha. Lên 250 view bắt đầu tặng quà rồi ha. Rồi mà reo cho bà Vivi, mà reo cho vợ thì cũng hủy nè. Họ thì tôi thủy có thông tin địa chỉ số điện thoại địa chỉ luôn rồi ha. Nếu em lấy cái game đúng rồi chị reo cho chị vỏ thì tôi thủy nè, vỏ thì tôi thủy ha. Nãy em lấy cái đen đúng rồi chị reo này phải không? Đúng rồi chính xác. Vỏ tôi thủy 6119 đúng 0982016 nè. Chị vỏ tôi thủy có thông tin địa chỉ nữa ha. Ok, cảm ơn chị vỏ tôi thủy nè. Rồi chị nào lấy reo được không? Chị nào lấy reo là comment reo giúp em, còn một em reo thôi ha, còn một em reo duy nhất. Chị nào lấy reo chúc reo cho em nha. Chúc mà reo cho em, mà reo. Chúc mà reo nhanh tay nha mấy chị. Thấy thay ngoài nha. Ồ mà khoát. Wow. Cái khoát xám nha chị ơi, 70k. Đây khoát xám 70k rất là đẹp ha. Chị nào khoát len này, khoát len thì dài lắm mấy chị yên tâm. Ấm lắm nha, tay dài thế này nha. Đó, cực kỳ dài luôn. Tay dài rất là ấm cúng luôn ha. Chị đâu khoát comment mà khoát cho em 1m6 55 cân đổ về, 56 cân đổ về. Thậm chí chị nào khoát thì nó dễ mặc lắm. Thậm chí chị nào mà ngồi nhau nhau mà cũng khoảng 1m6 60 cân cũng vừa luôn á. Đó. Còn chị nào mét rồi thì khoảng 42 cân đổ lên, 1m55 là tầm 50 cân đổ về. Comment cho em mã của nó là mã khoát nha. Tay dài đẹp lắm nha, 70k thôi. Em khoát mà giá có 70k. Khoát này mình cài nút, khoát này mình buông ra được nha. Mình buông ra được ha mấy chị. Phát cho Trang này, phát cho bà Trang này, phát cho chị Nguyễn Nhi khách mới hả? Mấy chị ơi, khách mới vui lòng cho em xin phải đầy đủ nha. Khách mới vui lòng cho em xin phải đầy đủ kèm mặt hàng hả mấy chị ha. Số điện thoại đầy đủ kèm mặt hàng giúp em nha. Bộ nỉ bông em đang mặc, chị nào lấy chốt mà không cho em. Nhưng nỉ bông bộ em đang mặc bộ gấu còn 2 bộ á. Bộ em đang mặc còn 2 bộ nha. Nguyễn Nhi là khách mới rồi, chưa có số điện thoại thì chỉ chưa có chỗ được này. Ok. Mã khoác cho chế tình xa này. Cho tình xa đi. Xác khoác cho tình xa này. Ôi chị Nguyễn thì mình nhiên comment chậm rồi. Rồi trời ơi, màu này đẹp dã man luôn á. Màu len này ha mấy chị ơi. Màu len này vừa xịn vừa đẹp nè, vừa màu đen nè. Khoác em là 70k đúng không em? Dạ. Rồi chị nào lấy cái len này comment cho em mà của nó là mà số 10 nha. Mà 10 cho em, chúc mà 10 nhóm chị ơi, cổ lọ nha, mà 10 cổ lọ. Đây rất là dễ thương luôn ha. Chúc mà 10 cho em nè. Mà 10 là 70k mấy chị nha. Mà 10 70k. Comment mà 10 cho em kèm số điện thoại 1m6 khoảng 55 con 56 con đủ về ha. Đẩy cái lái lại xịt lại cho em một chút. Mà 10 chúc mà 10. Đi chào lên thẳng một cái ăn Tết. Có luôn à? Có luôn á hả? Có luôn. Em mới thẳng với mà 10. Mã 10 lấy tay giúp em. À là comment đây. Ok. Rồi mã 10 comment mã 10 giúp em. Mã 10 cho chị Hường Hoàng. Mã 10 để con nào mách. Mã 10 có mấy cái nào? Mã 12 cái thôi, còn thảo lấy 1 cái. Thì má. Mã 10 cho Hoàng Huỳnh, mã 10 cho Phương Trang là em hết mã 10 nha. Dục cái bộ đó có giáo coi cho em. Thế thì Thím Hương chốt thì nhường cho Thím Hương đi. Nhường Thím Hương hả? Nhường em về đầu đầy mà. Ok, con nhường cho Thím Hương nha. Con nhường cho Thím Hương mã 10 nha. Thương lắm, yêu lắm, mà xa lắm. Rồi bộ này, chị nâng cái nâu này chốt nâu cho em nha. Chốt mà nâu. Mà nâu cho mấy chị ơi, mà nâu nha chị thương, mà nâu đẹp. Mà nâu cân lắm, màu đen, hai bên tay có lỗ lỗ nữa ha. Rồi nâu này là 60 cân cũng vừa luôn nha. Mà nâu này là form dài, chị mặc chung với cổ legging xong mang với lại bót ha. Chị nào ở mùa lạnh á mang với đôi bót rồi gì cái này không giá 69 đúng không? Dạ 70k tròn, 70 không bớt. Rồi comment cho em mà nâu chúc mà nâu cho em luôn. Mà nâu
Mà nâu này 40 cân đổ lên là 60 cân đổ về nha. Em phải báo trước đi nha. Dạ dạ dạ, có báo với biết chế rồi. Rồi mà nâu cầm em mà nâu cho em. Mà nâu thì 6965 luôn nha, một cái số 9 hay em 65. Chúc nâu cho em luôn, chúc mà nâu nha. Nâu nâu 10 biết phải không có. Nâu cho Trang. Nâu cho Trang, nâu cho. Nâu cho Trang Mama, nâu cho Tiên Đinh. Không chị ơi, Hoàng Ngân ơi, mua ba cái mà bị tôi ship là em đang ngoài đường ngồi luôn thật sự. Mua sản phẩm mấy chị nghe. Ơi, chế nào mà mấy chị nghe giá em đọc có là mấy chị biết đó là em chỉ làm một cái khoảng 5 đến 10 ngàn thôi hả? Bên không em không là làm đọc, nhiều, em bốt rồi là còn 5 ngàn thôi. Bên em đặc biệt bên em là không có free ship nha. Dạ đúng không rồi. Có chương trình free ship chứ mà hình thức chế nào mà có suy nghĩ là bên em mua bên em được free ship thì thôi em xin lỗi nhá. Không. Ở bên em thì có báo trước cho mấy chế biết để mấy chế khỏi ngớ ngàng. Bên em chỉ có free ship đối với chế nào mà mua kem thôi. Kem xài, kem sức mặt á, mấy chị mà mua từ hai sản phẩm trở lên được free ship, còn quần áo là không bao giờ được free ship. Tại vì quần áo em còn xỉ với lại em bán lẻ cho mấy chị nhiều khi bằng giá xỉ á. Đó, tại vì em phải nói rồi, tại vì nhiều chế hiểu lầm á. Xong cái gửi hàng tới kêu không free ship thì không nhận hàng, em cũng không có tiếp đâu. Em bảo shipper, em bảo bưu điện là chịu hàng gấp cho em luôn, em chẳng cần năn nỉ hay cái gì hết á. Tại vì thật sự bán đồ mà không bằng nhiều khi một gói đồ nó không lời còn tiền ship luôn á. Rồi màu này chị đơn cái màu cổ lộ dày là dày này không biết chị ha, thiệt vui luôn đó, bao lạnh luôn cái chị, bao mùa lạnh luôn nha. Chị đơn màu này cho em mảng xám cho em đi, mảng xám 1m6 này khoảng 52 cân 53 cân đổ về, còn 1m55 á. Ok, xem mô lê, cảm ơn xem mô lê nha. Xem mô lê xin chia sẻ cho chế nhiều một chút ha. Chế tiết thương chứ tặng quà nha. Nhớ xin nhiều nha, xin 50 hội nhóm với chế nha. Cái này thì mà nâu, mà nâu. Dạ, mà nâu á, mà nâu cho bà Trang với bà gì đó. Cái này là giá 169 đúng không? Dạ. Rồi, chị đơn cái màu này chút mà xám cho em nha, mà xám. Mà xám 65k, mà xám riêng, mà xám là 65k với chị ha. Chị đã lấy xám chút xám cho em. Mà xám 65k. Xám 65k cho Vivi nè. Nữ nha chị ơi, nữ nha, không phải nam nha, Vui Nguyên ơi, nữ nha. Cái này nữ mang chứ không phải nam mang nha chị. Rồi chút xám cho em nha, xám của nó không, của nó mới 62 cân thôi. À, cái này đối, nếu mà chị có con trai á, nam mang được, tại vì em sợ nam mang chật á. Chứ cái này nam nếu mà có con trai á, ừ con trai, mới chỉ có con trai mang vô tương thôi, mang đẹp nha, nếu mà có con trai mang đẹp nha. Xám. Để xám chút xám cho em. Cái này nhà ai mà có em á. Xám thấy á. Xám. Ai mà có em á, mang đẹp á. Xám cho Julie Ánh nè. Julie Ánh phải mặc đồ người và chốt cho con hả? Không, mà Julie Ánh là phải báo hay chốt cho ai mới chốt nha. Xám Julie Ánh mặc vừa không em ơi? Không, Julie Ánh không vừa, Julie Ánh to. Julie Ánh to hả? Ừ, Julie Ánh không có vừa đâu, nhìn cái hình không phải hình của bà đâu. Để đúng hả? Ừ, hình của mình. Okay. Không phải hình của bà to rồi, người bà to. Ca này khó. Xám cho chị Nguyễn Thị Phượng nữa nè. Julie Ánh chốt, chắc chốt mã xám đúng không em? Đúng ok đúng nha. Đúng ok nha. Là lần nữa, tại vì nhiều khi xác chốt cho con. Xác nhận mã cho anh nha. Nhiều khi chốt cho con em cũng không có hay á, cho nên chế chốt thì chế ok là lần nữa cho em. Chắc chắn chốt hàng dùm em nha. Trong ngày mai suy nghĩ lại xám thì tội nghiệp mấy chế ở trên live. Nhiều chế mà muốn chốt á là chốt không được á mấy chế. Đó, cho nên mấy chế đó mà mình muốn chốt, mình chốt vừa mặc vừa mình chốt nha. Hôm nay đây live tới 11 giờ nhé, còn là để trưa mai đây cho mấy chế buổi trưa nhé em nha. Rồi ok. Rồi chị nào lấy sọc, comment mà sọc cho em luôn, chốt mà sọc. Mà sọc siêu xinh có nón nha. Mà sọc là 1m6 này, 58 cân đổ về. Và 40 cân đổ lên luôn mấy chị. 40 cân mét rưỡi nha, 58m6. Comment mà sọc cho em, mà sọc. Rồi sọc dễ thương lắm luôn, có logo này. Sọc cho chế Dương Ngọc Thúy. Sọc cho Dương Ngọc Thúy. Sọc cho Dương Ngọc Thúy. Rồi với tay cái. Rồi sọc cho ai ở đây. Có vừa không? Julian chắc không vừa cái máy. Julian không vừa rồi. Dung đánh không to là không vừa nha. Sọc cho chị Lưu Nguyễn lấy hết sọc. Đơn em được bao nhiêu sản phẩm đây hoa. Bà nói là không biết bà ơi. Sao mà biết được. Bà soạn ở đâu. Ngày mai, tại vì ngày mai chủ nhật không có đi đơn cho nên nhân viên không có làm ha. Nhân viên không có làm thì tụi sọc em cũng chịu không em. Có biết được chốt được bao nhiêu sản phẩm mết thì ngày thứ hai đi. Không phải đâu, nhưng mà sọc 2 cái. Hết sọc rồi nha, sọc. Em hết sọc rồi chứ, sọc em có 2 cái em hết sọc rồi nha. Rồi màu này. Chị nào ưng màu này comment hình cho em này.
comment liền cho em mà của nó mà này 1m652 cân ha. Cho em xem lại. 1m1m rưỡi thì mai chủ nhật phải không? Dạ. Mai chủ nhật đúng không? Dạ. Mai bà Hiền xuống sớm nhé bà Hiền nhé, chưa lên like nha. Mai xuống rồi coi luôn em ơi. Sám hả? Ừ. Ở sáng có dày lắm, mai Hiền chủ nhật xuống thì coi luôn đi. Ừ. Giờ này em gầy lắm, có 41kg thôi. Wow, 41 mà Julian mắc vừa nha, mày chốt cho bà ăn cái đi. Chứ chưa, em Julian bình tĩnh. Cái ha. Em bình tĩnh. Hôm vừa mới nói bà tới 50 mấy ký mà. Có. Rồi màu này thì đâu, màu này comment mà 5 cho em đi. Mà 5 nha mấy chị, mà 5 1m6 khoảng 52-53 cân đủ về. Đó, còn 1m5 á thì khoảng 43 cân đủ về nha. 1m55 này khoảng 46 cân. 46 cân đi ha. Comment cho em mà của nó mà số 5. Chốt mà 5 cho em lên nhanh nha. Còn mà 5, comment mà 5 chứ em. Mà số 5 cho Bích Phương 084 nè. Mà 5 cho Bích Phương. Em ghi, em đọc mà 5 cho Bích Phương ha. Số 5 cho Sally Quyên. Ý, mà 5 có 1 cái à. Ủa? Bích Phương với ai? Giống nhau mà. Ờ, giống nhau, đúng rồi, nó. Bích Phương bao nhiêu? Bích Phương 084. 084 này. Bích Phương 084 này. Sally Quyên 761. Sally Quyên 761. Thế. Sally Quyên. Mai em không xuống để số 5 cho chị Nguyễn Thị Sinh. Nguyễn Thị Sinh là hết nhé. Nguyễn Thị Sinh hết. Ủa mai không xuống được hả? Mai không xuống được hả ngài? Buông dở. Rồi, wow, rất là dễ thương luôn. Chị nâng màu này 69.000 một cái. Mua từ hai em còn 65k nha. Chị nâng màu này comment cho em mã của nó là mã số 4 có một chiếc nha. Chị nâng giúp mà 4 cho em này. Hiền bảo mai em bận cửa hàng thì em không cục. Julie ấn thừa nha thôi, ấn thừa nha. 41 cân là vừa đấy. Mai em bận trên này hả? Mày có ship bưu điện, có về ship bưu điện cho bưu điện lần này ship nhanh này ha. Rồi comment cho em hỏi gì nữa nhanh nhở, mới đọc xong quên rồi. Hỏi 4, chúc hỏi 4. Bà Hiền quên ngồi bắt hả bà? Chốt nhiều ổ lên dài rồi mày bắt mặt đúng không? Rồi chốt hỏi 4 hơi bị đẹp. Mà 4 này đi cái nào đi du lịch để Đà Lạt mà cũng đẹp lắm nha. Màu đen á. Rồi mà 4 có một cái thôi, chúc cho bà Hiền. Rồi. Mà số 4 có một cái không? Ủa thế nó hả? Đó. Màu khác. Đúng rồi hả? Màu khác. Mà 5 mà năm cho em cũng là nó giống vậy nhưng mà cái thân của nó là màu xanh đổi ngược lại. Ờ, nó đổi ngược lại á. Rồi chúc mà năm cho em tại năm nữa hay. Mà năm nữa nha, chúc năm nữa cho em. Chị lấy năm chúc năm cho em nè. Mà năm này cực đẹp ha, mặc ấm và mang luôn á. Số năm cho Vivi này. Mà năm chúc mà năm cho em nha. Mà năm chúc năm cho em nhiệt tình ha. Mấy chị ơi chấm lên cho khỏi comment nha. Cái đó dày lắm không chị? Ừ, cũng dày nha Julian, nó hơi dày nha. Nói chung là trẻ nào mà ngoài không, Bắc nói chung là được. Vừa không dày lắm. Chị sẽ hỏi cái sám hồi này á. Sám dày không? Nó cũng dày mà. Rồi chốt liền kim mà năm cho ai rồi, cho Vivi rồi đúng không? Đúng rồi. Năm chốt cho Vivi. Rồi trẻ rồi lấy năm rồi chốt cái năm cho em nha. Năm đẹp, mà năm đẹp nha. Chị nha, chốt mà năm đẹp, mà năm có 65k. Chị mua thường hai em nha. Mấy chị mua hai em, lương nguyên mà năm luôn ha. Chốt cho lương nguyên năm luôn nè. Và wow, cái màu này nó nhiều màu lắm nhỉ. Năm cho Thi Diễm này. Năm cho Thi Diễm là hết năm nha. Hết năm luôn. Cái màu này nó nhiều màu ghê chưa? Điểm lên nha một chút nha. Anh em lên vèo nha. Quan trọng là anh ghi kịp không có vấn đề. Viết nhanh lên. Cái màu này không dài, những chị không dài ha. Trời ơi, đẹp. Ở đây này đẹp và mang luôn á. Thật sự cái đây này mềm mà đẹp lắm mấy chị. Mềm đẹp, mềm mà đẹp lắm. Đúng rồi, má 5 giống má 4 thì khác cái màu một chút xíu nha. Rồi, chị nâng mã này tay của nó có bóng lù không? Mấy chị nhìn rất là màu đen ha. Màu đen mà đẹp ha, đây. Màu đen dễ thương lắm. Tay có bóng lù như thế này ha. Rồi, chị nâng mẫu này comment cho em mã nu. Chúc mà nu cho em. Mà nu nha mấy chị. Nu hai nu dê nha. Màu này phong dài ha mấy chị, phong dài. Phong này mấy chị mà chung với collect skin mang bó rất là đẹp ha. Sọc này nhìn chút hết rồi. Sọc chút hết rồi. Sọc trước hai người. Có hai cái. Rồi nu, chị nó lấy nu chút nu cho em nha. Mà nu nha, chị để em lên màu khác nha. Nu chút mà nu cho em, sập nu đi. Nu chút nu cho em luôn. Than cầm tủ lấy năm mà năm em hết rồi. Con cầm tủ ơi. Mà năm em hết rồi mà nu ha. Con mà nu.
Chế nó lại nuôi thuốc nuôi cho em này, mà nuôi ha, mà nuôi giúp em. Còn nhiều lai đẹp lắm, rất là nhiều lai đẹp luôn, mấy chị thuốc nuôi cho em luôn. Chị nữa ông bộ này bông men năng mặt đó thì tí xíu em lên tiếp ha. Đó. À, chị nữa ông bộ năng mặt đến comment mà không cho em nha, bộ năng mặt là 1m6x53 cân, 1m55 gạch 46x48 cân. Đó nhớ dùm em nha, là bộ này bông năng mặt ha, 1m55 là 47x48 cân, 1m6 là 53 cân, là bộ này bông em năng mặt mấy chị ha. Nuôi 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 chút nuôi rồi mà bố hiền được cái hiền nuôi cho ly nuôi cho vi vi nè, nuôi cho quý tao ren, nuôi cho pha cầm tú là hết nuôi. Ok rồi mà này má bốn em à, hiền được má bốn em nhá, hiền có má bốn nhá. Nuôi đâu nuôi đâu nuôi dê nuôi dê nuôi dê cho rồi. Quý tao ra nuôi dê cho pha cầm tú là cái này này hơi bị đẹp. Lên này lên đẹp lắm mấy chị ơi, mặc vô cái tướng đẹp lắm nha. Một màu nâu dễ thương, còn cái nâu cho em luôn. Dạ dạ. À, 69, 65, 69, 65, 2 em 65, 1 em 69. Rồi comment cho em màu nâu, chị nào ưng chút màu nâu cho em luôn. Nhanh tay comment mấy chị ơi. Em bán lẻ là, tại vì rớt màu em mới bán cho vui vui, bán lẻ là bán số lượng vừa vừa ít thôi. Chứ thật sự đem xỉ không mà nha mấy chị nhá. Cho nên em bán giá cho mấy chị là bằng giá xỉ lẻ luôn á. Đó, lẻ bằng xỉ luôn. À, bằng xỉ lai luôn, cho nên mấy chị nhanh tay mình chốt hàng đây, không có đi nơi nào mà được về như vậy đâu ha. Nâu, ồ nâu đẹp thế. Nâu cho nâu cho Bích Phương 084. Nâu cho chị Bích Phương. Nâu cho chị chốt người nữa. Từ từ em coi này. Nâu nâu. Nâu cho Bích Phương 084 nha. Nâu cho chị Nguyễn Thị Sinh này. Nâu chị Nguyễn Thị Sinh hết nâu luôn. Hết nâu ha. Nâu đẹp ghê ta. Này cũng đẹp này. Rồi. Đẹp quá à. Hút cái luôn á. Mà xin lỗi ít còn hút cái với chị không có đồ mặc. Rồi, chị nào lấy màu này. Comment liền cho em mà. Còn đó là mã đen. Chị nào ưng đen hoa, chốt mã đen cho em này. Đen hoa nha, cực kỳ đẹp luôn. Rồi mấy chị ơi, mấy chị tem mặt đầy đủ hàng kim đàng hoàng mấy chị. Em nói thật, có cái này ngoài shop là trước mà 200 mấy, 300 mấy cũng có nha chị nha. Đẹp nói thật luôn á. Tại vì em chính tay em bỏ ngôi shop mà. Đó, cho nên em biết giá họ bán ra ha. Đó, còn mấy chị là em đang bán với giá xỉ luôn, không có cái nào giá lẻ hết á. Rất là đẹp luôn mấy chị nhá, đẹp cực kỳ luôn á. Thật sự luôn, cái len này chúc mừng nhà mang. Rồi comment mà đen cho em nhanh tay này. Đó, em xuống đen luôn ha. Đen này anh em. Đen này, đen xuống một ít thôi. Đen đen đen, comment đen cho em. Ôi dồi, rớt mất mặt rồi. Anh nhít vô lại cái chế này. Dịp nó rớt mất cái mặt này. Đen hết rồi hả? Nhít cái mặt của mình luôn. Hết rồi hả? Hết. Đen. Đen đen đen. Đen đen cho chị Nguyễn Thị Sinh này. Chị Sinh chốt nhiều len quá nhờ. Đen cho chế Hà Trần đuôi 630 này. Chị Sinh chốt mà nào nhớ mà đó cho em nha chị Sinh. Chốt mà nào nhớ mà đó cho em nha. Cho em mẫu này. Mới đen cho chế Hà Trần đuôi 630 là em hết nha. Cái đen đang cầm là len thọ luôn á mấy chị. Cái đen đen em đang cầm là len thọ luôn á, mềm mịn nhà mang. Mềm mịn và đẹp cực kỳ ha. Đằng sau có dòng chủ thế này nha mấy chị nha, rất là dễ thương luôn. Đây, cực kỳ cưng á mấy chị, cưng lắm lắm luôn á. Màu tím á, tím mỏng ha mấy chị ha. Đây, cổ của nó là cổ V cực kỳ xinh, 1m6x60 cân, em bao ngừa luôn. Còn chị nào mét rưỡi á, 45 cân rồi lên ok. Có màu khác thì có màu hồng, màu xám. Bây giờ là chỉ còn những tông màu chủ đạo là hồng, xám, xanh. Còn ba màu hồng, xám, xanh ha. Là cái bộ nỉ bên năng mặt nha. Bộ nỉ, mấy chế cứ xem đi nha. Chút tới em bộ lên. Bộ em mặt còn, mà cầm tú comment mà không cho em. Để đó, chút em lên, chút em lên lại bộ nỉ cho mấy chế chọn. Chị nào bộ cái áo này comment liền cho em mà của nó là mã số. Mã số bao nhiêu? 12. Chút màu 12 cho em đi. Mà 12 nha chị nha, chút màu 12 cho em, mà 12. Ok. Comment 12 cho em, cũng 6965. Một bộ là 69. Mà chị với nhé, thì chị không nhớ hết rồi. Ok, chị Nguyễn Thị Sinh nha. Rồi, comment liền cho em nha. Nhân viên Facebook cho chị nha. Comment nhanh tay giúp em nha mấy chị. Má 12, má 12 là má 12 em có ít nha. Chế nào lấy cái comment em 12 chứ mà. Má 12 là dạng len thỏ rất là mịn, rất là đẹp nha. 12 nha mấy chị ơi. Chúc 12 giúp em á. Len thỏ đẹp nha mấy em. Hay len không ạ. 12 cho Thị Diễm này. 12 cho Vivi này. Chế nào lấy 12 nữa. Nay len không hả em? Dạ chế, chị Mai Trang ơi dạ. Đem cái bộ nỉ nha chị, bộ nỉ đẹp lắm chị ơi. Đem cái bộ nỉ cho em đang mặc ha. 12.
đúng rồi, xíu em lên lại đồ bộ mấy chị cái xem like nhé, em lên lại đồ bộ liền bây giờ đó. 12 cho chị My Thùy nè, chị My Thùy đôi 2873 khách mới, cho em xin thêm địa chỉ luôn nha chị ơi. Cái khoác này có nón luôn nha mấy chị, cái khoác này mặt có nón luôn ha. Đây khoác cam có nón nha mấy chị, rất là dễ thương ha, tuyệt vời luôn. Có nón phía sau luôn nha, cái này đồ nón xanh, còn xanh lớn thôi. Bộ màu xanh hết, bộ màu xanh hết size lớn rồi, size lớn chỉ còn bộ màu xám thôi hàng kít rồi. Màu xám còn size lớn thôi, màu xanh em biết size lớn nha. Thì nó lấy khoác, còn em mặc khoác cho em này. Chốt mặc khoác ha, mặc khoác màu cam ha. Rồi khoác cho mấy chị, còn em khoác cho em ha, mặc khoác. Mặc khoác, mặc khoác này 60 cân cùng vườn mấy chị ha. Báo giá cho em đi làm quyền. Mặc khoác 70k. Mặc khoác đúng giá 70k thôi nha mấy chị ơi, 70k không bớt. Mấy 60 cân đổ về nha. Còn chị nào mấy 55 thì khoảng 54 cân đổ về ha. Mấy 55, 54 cân đổ về, còn mấy mặc khoác thì mấy em dày lắm. Khoác này dày đẹp nha. Chị nào lấy khoác, còn mấy khoác thì mấy em khoác dày đẹp luôn. Mặc khoác. Còn mấy mặc khoác cái bên nha mấy chị nha. Khoác cho chị Nguyễn Nhi nè. Chị My Thuy lấy mặc 12 cân. Anh chốt chưa? Chốt rồi hả? Chị My Thuy cho em thêm. Chị em tắm em có bỏ phụt thôi. Trời ơi, tại sao bỏ phụt như vậy? Bỏ phụt như vậy là không chấp nhận được nha. Chị My Thuy cho em thêm địa chỉ nha. Okay. Chị My Thuy cho em thêm địa chỉ. Khoác cho chị Nguyễn Nhi nè. Chị Nguyễn Nhi cho em xin thêm địa chỉ luôn nha. Khoác khoác chị Lê Phạm. Nguyễn Nhi cho em địa chỉ trong vòng 2 phút cho Nguyễn Nhi ơi. Nguyễn Nhi số điện thoại 0979 nè. 555-032 ha. Cho em địa chỉ trong vòng 2 phút nè. Khoác cho chị Lê Phạm này. 70k thôi. Chị Lê Phạm đôi 5391 này. Chị Lê Phạm. Chị Lê Phạm có địa chỉ bên em chưa nhỏ chế ơi? Chưa có, cho em xin thêm địa chỉ luôn nha. Còn có rồi, ok giúp em là được nha em. Khoác chỉ có hôm nay là được sale thôi nha mấy chị nha. Tại vì khoác thường rẻ nhất là rẻ nhất cũng là 105 đó mấy chị. 105 hoặc là 99k rẻ nhất cũng là 105 đến 99k nha. Còn chỉ có riêng hôm nay thôi mấy chị ơi. Chỉ có riêng hôm nay là em bán đồng giá cái này áo luôn á. Ok, đó. Ok chị My Thùy có địa chỉ rồi, em cảm ơn chị nha. Bán được nhiều nha, tại bán nhiều là ra ngoài đường ở luôn mới chết. Rồi hôm nay 1m50 khoác vừa không? 1m50 vừa chứ. Nó không lớn mà. Trời, chị Nam mẫu này cho em mã sao cho em. Mã sao dày nha mấy chị ha. Chị Nguyễn Nhi có địa chỉ luôn rồi này, cảm ơn chị. Chốt mã sao cho em, đây rất là đẹp em ha. Em ơi, khoan tôi tưởng chút coi. Khoác cho Nguyễn Nhi này đúng không? Xin Nguyễn á, trước khi đi người ta gọi những chốt, xin Nguyễn đồng ý em mới đồng, em mới đi mà. Còn xin Nguyễn không đồng ý, xin Nguyễn đồng ý thì em giữ lại. Không, xin Nguyễn gom đơn đi. Không phải, nghĩ sao đi đơn, đơn rồi mới lên xếp bộ. Để xếp bộ về đồng hồ các em không có ngờ được á. Xin Nguyễn cứ dồn đơn đi. Dùng đơn đi, em dùng lâu cho nhé. Chị xin Nguyễn dùng đơn lâu, em dùng đơn lâu cho. Ok, chị My Thùy nha. Đây, chị đang bộ này comment hình cho em. Comment hình cho em mà 50 đến chị chút mà 50 cho em. Mà 50 nha. Có áo cánh dơi không em? Hôm nay không có cánh dơi nha Hoàng ơi. Mà sao chứ mà sao được kêu đọc hai lần mà 50 đâu. Phải thôi chốt cả 50 lần sao á. Rồi 50 cho Vivi. Sao cho chị Phan Cẩm Tú nha. Phan Cẩm Tú có thông tin chưa? Có địa chỉ chưa? Có rồi hả? Chế nào địa chỉ cũ đi khỏi cho em địa chỉ nha. Còn chưa có địa chỉ nhớ cho em địa chỉ nha mấy chế ơi. Để em biết. Phan Cẩm Tú đuôi 118 nè. Phan Cẩm Tú 118, một áo số 9, hai áo số 5 nha. Mà sao? Vivi một chiếc. Có lên nam không em không chị ơi? Không có lên nam ha. Rồi mấy chị ơi, xe lai nhiệt tình giúp em đi. Mấy chị ơi, xe lai nhiệt tình nha. Xe lai bằng tay giúp em nha. Trời ơi, sao quá đẹp thật sự. Sao này rất là dễ thương ha. Chứ nó lấy sao chút sao cho em luôn nè. Sao quá đẹp luôn. Sao quá dễ thương ha. Ủa? Mà khóa cái này chốt cho mấy người rồi. Em không biết đâu, quá quá trời dễ chốt mà em mới mã khoác. Mã khoác còn không? Còn chứ. Còn một cái khoác này, chị nào lấy khoác comment cho khoác lên cho em nha. Lấy áo khoác kèm em có không? Thì khoác anh chốt cho Nguyễn Nhi nè, chị Lê Phạm có thông tin chưa? Chị Lê Phạm, chị anh hỏi đây có thấy số điện thoại rồi này nhưng mà chị chưa. Sally Quyên khoác nè, ok. Chị Hà Thị Hòa 60kg vừa. Chị Út Nguyễn cũng khoác nè. Thì bây giờ sao? Thì anh chốt cái đó cho Sally Quyên, ở này cho Út Nguyễn. Còn Nguyễn Nhi em chốt rồi.
Cái này cho Út Nguyệt ha. Lê Phạm đi không trả lời không biết thôi. Hồi trước cho Lê Phạm đi, Lê Phạm không trả lời đi thôi. Ok đi. ok. Để thấy mẹ uống biết nháy mà. Tông te. Út Nguyệt ha. Chị Út Nguyệt được mặc khác luôn nha. Ok nha, vậy là khoác chế Út Nguyễn có mặc khoác nè. Chế Sa Ly Quyên có khoác nha. Sao còn không? Sao còn đây hả? Ừ. Sao cho chị Xanh Nguyễn nè. Đúng rồi, nay lên đồ lên nha, xem bông lên. Nay chị lên đồ lên nha. Rồi ok, bye bye Julian ha. Rồi mẫu này có túi luôn nha mấy chị. Mẫu này có túi rất là xinh luôn. Rồi chị đâu mẫu này cực kỳ đẹp. Mẫu này nam mình mang được luôn. Nhưng mà ừ, nam nhỏ con đấy ha. Ông ghi Phan Cẩm Tú chưa? Phan Cẩm Tú à, rồi. Ông ghi chưa hả đấy? Lập cáo thì lên mới ghi được con cái kìa. Đây hả? Cái sau kìa. Ừ. Cái sau này anh ghi mà. Ghi hả? Sao bên kia? Rồi chị đâu cái sắm này comment cho em mà của nó là 72. Chú 72 giúp em. Chị nào lấy 22 comment mà 22 giúp em nha. 22 kèm xin phải giúp em. 22 mét 6 54 con đổ về, 55 con đổ về nha. 55 56 con đổ về comment mà 22 cho em. 22 comment mà 22 giúp em nha. Mà 22. Không Ngọc ơi, hôm nay chị không có đầm len, có len thôi. Mà 22 với chị nha, chú 22 giúp em. 22 kèm xin điện thoại nha. 22 kèm xin thoại giúp em này. 22 cho chị Nguyễn Thị Mỹ Nhiên, 22 cho VV. 22 cho chị Tình Sa. Ủa cái đen này còn nè. Cái đen này này bà ấy có chết rồi còn nè. Rồi chị nào lấy màu đen. Quá trời người comment đen. Chị nào lấy màu đen này, hồi này chị nào chút rồi đen comment đen cho em nha. Mà đen. Mà đen này còn không chị ha. Phan Cẩm Tú lấy mà 50 hả? Mà 50 là màn sao á nha, Phan Cẩm Tú nha. Ủa? 50 số điện thoại là 22. À, chắc Phan Cẩm Tú quên xóa cái số 50 đi. 22 Nguyễn Thị Mỹ Nhiên này. Nguyễn Thị Mỹ Nhiên này. Cái này áo khoác hay sao? Cái này Phan Cẩm Tú là hết. Bao tiền? Dạ, giá bình thường. 69, 69, 65. Nguyễn Thị Mỹ Nhiên có này. Chế Tình Sa có này, Phan Cẩm Tú có mã 22 luôn em nha. Rồi, mã đen. Chị nào lấy đen, chúc mã đen giúp em nha, mã đen. Comment mà đen giúp em, mà đen siêu đẹp ha. Mà đen siêu đẹp, hồi này chế nào chút hụt mà đen, comment mà đen. Mà đen, ừ Julian ơi, bye bye chị nha. Em bye bye chị Julian nha. Đen bao nhiêu ký vừa, đen 60 cân đổ về đen. Và 40 cân đổ lên ha. Đen cho chị Hương quần này. Đen có mấy cái, đen có mấy cái thấy đây để chốt nào. Đen có hai cái hả? Đen một, đen cho chế Thủy Lê 458, đen cho Thím Hương này. Là hết đen ha. Hết đen. Đen. Ủa nhân đen Thím Hương mà đúng không? Cái mặc được Thím Hương mua đen mà. Trời ơi, gì mà không được, chỉ cho không được mặc thôi chứ mà cái gì mà chẳng được. Thím Hương mặc mua đen mà đúng không? Nói chung là người đẹp mặc gì nó cũng đẹp hết trơn trọi á. Người đẹp mà cái gì đẹp chơi tỏi. Rồi mẫu này, chị nào lấy mẫu này comment liền cho em mà của nó là mã số 9 nha mấy chị nha. Mã số 9 tay dài nha mấy chị, màu đen sọc trắng trắng như vậy này, comment số 9 cho em nha. Mẫu 9. Chốt mã 9 ha. Còn cái màu giống màu đen đó nhưng mà màu rêu nha mấy chị. Chị nào lấy rêu chút rêu cho em luôn, cái màu giống màu đen nhưng mà màu rêu nha. Màu rêu với màu nâu, rêu với nâu ha. Chị nào lấy rêu comment rêu nâu, comment nâu cho em luôn giống cái đen nha. Rồi chế nào lấy cái này comment số 9. Comment mạng số 9 nha, mạng số 9. Đây, chắc lên đây. Lấy số 9, comment số 9 giúp em nha. Quá đẹp luôn, số 9, mét 6, 54 cân đổ về ha, số 9. Comment số 9 nha. Chốt mạng số 9 nè. Mạng số 9 luôn. Mạng số 9 luôn nha, mạng số 9 đẹp. 60 ký rộng khóa đường này người sau đi chế. Ok luôn. Như là như à. Như cái đen lại cho người sau đúng không? Ok này. Cho chị Lê Huyền Mai Thi. Đen là đen của chị Thùy Lê, em nhường cho chị Lê Huyền Mai Thi nha. Đen cho Lê Huyền Mai Thi. Đen cho Lê Huyền Mai Thi ha. Số 9 cho bà VV. Số 9 cho Hoàng Kiết. Hoàng Kiết. Hoàng Kiết nè. VV nè. Số 9. Chế nào lấy số 9 rồi comment số 9 giúp em nha. Comment mạng số 9. Rồi số 10 luôn với chị. Số 9 là đến 10 thôi.
Mà 10, mà 10 là cái nâu hồi nãy con một chít này. Mà 10 là mét 6 54 con một ghê. 9 cho quý to ran này. Quý to ran luôn. Chị nó lấy 9 đâu mà, 9 con một chít mà thôi ha. Chị nó lấy 9 con men 9 lên cho em luôn nha. Rồi mà nâu chút, mà nâu giúp em. Mà nâu đẹp quá à. Mà nâu đúng xịn luôn á. Mà nâu đúng hàng xịn luôn ha. Nâu cho trẻ Thủy Lê 458 này. Nâu cho Thủy Lê này, Thủy Lê vừa lòng. Thủy Lê nhong nhong thấy mặt ôm này. Rồi chốt Thủy Lê luôn ha. Nâu còn không em? Hết. Nâu ấy mất tiêu rồi. Hết nâu rồi trẻ Thi Diễm ơi. Rồi cái sau xinh đẹp không mấy chị? Chị nói cái sau này comment cho em mà của nó là mà số 12. Chốt 12 giúp em nha. Mà số 12 giúp em. Ủa cái số 10 là cái gì vậy? 10 là cái nâu hả? Ê đọc 10 sao đọc nâu hả? Mà 12. Chị đã lấy 12 chút 12 giúp em nha. Mà 12 này dày đẹp nha bà cho Bích Phạm ơi. Bích Phạm mặc cái này đẹp nè. Bích Phạm mặc cái này đẹp ha. Cái này mặc cái này đẹp lắm. Mặc cái này màu đen ha, rất là dễ thương. Mặc cái quần đùi hoặc là quần legging á, rất là dễ thương ha, cái màu 12. Lương Nguyễn ha. Chị Lương Nguyễn. Đấy, chế nào nghe đọc tên là có nha. Còn chị chưa đọc tên thì bó tay rồi. À, bán đâu chị Lương Nguyễn chưa có nha. Mỹ Tao Rang, chị đeo áo xanh rêu em đi chưa, chắc là chưa ha, một cái chắc chưa đi đâu. Cái gì? Rồi Bích Phạm một chiếc này. Đi đi một chiếc này. Chưa biết nữa, cái này nhân viên chốt mà, cái đơn đâu để đó. Anh ghi cho VD một chiếc giùm em. Rồi 12 cho chị 12 cho chị Ngọc Hà cái củ hả? Chị Ngọc Hà cái củ hả? Ừ. Đúng không? Ngọc Hà cái củ đúng không? Đúng. Ok cho chị Ngọc Hà luôn ha. 12-63kg bằng được không? 12-63kg có mặt rồi chị Mỹ Thủy ơi. Chị Mỹ Thủy chốt cái má rộng rộng lên hơn chút em nhé chị Mỹ Thủy nhá. Ngọc Hà. Ngọc Hà 12 nha. Ngọc Hà 12. Rồi còn cái reo nè mấy chị ơi, áo đen sắp hết rồi mấy chị ơi. Đen sắp hết nha. Em chuẩn bị lên làm sức bổ á. Đen sắp hết rồi. Rồi cái reo, chị nào lấy reo này, màu này còn reo với nâu nha. Màu này còn reo với nâu. Mà 12 đúng không? Ồ, còn này đẹp quá trời nè. Màu này đẹp quá trời, đẹp luôn á. Đây, chị nào chưa được mà này. Chị nào này chưa được 12. Khó lên lên hết rồi chị ơi, khó lên số lượng ớt ha, nên bán siêu bằng cái áo luôn, đằng sau về xếp lên. Về với khó lên cái số lượng nhiều hơn ha. Đằng sau về nguyên lô khó lên luôn, xỉ và bán lẻ luôn. Đây, hồi này chị chưa được mặc 12 nè. Chưa được mặc 12, comment mặc 13 cho em nhé. 12 là cái nền màu xanh đen, 13 là nền màu đỏ nha. Chị nó lấy 13, comment 13 cho em ha, mặc 13. 13 dễ thương, mặc cưng lắm, và rất là cưng ha. Comment mặc 13 cho em luôn, 13. Mà 13 cái tên nha. 13 cho Vivi nè. Vivi và Vivi hồi nãy có mắc 13 rồi. Thì Diệm 12 hả? Thì Diệm lấy 13 đi em ơi. Thì Diệm có 12 chưa? Chưa, 12 hết rồi. Thì cho bà Thì Diệm 13 đi. Cho Thì Diệm 13 luôn ha. Rồi cái mỏng này em còn màu rêu và màu nâu nha. Chị nó lấy nâu chút nâu, lấy rêu chút rêu. Cái len này mềm mà đẹp lắm. Các chị bỏ qua cái len này phí lắm ha. Cái len này thật sự rất là mềm và đẹp. Cái cổ của nó hơi cách điểm một chút. Cái cổ của nó là cái điều một chút nha mấy chị. Đây nó có đục cái lỗ như vậy ha. Đó và bên tay nó có mấy cái lỗ nhìn thông thoáng mồ hôi. Mẫu này 60 cân đổ về và 45 cân đổ lên không dốt quần mấy chị. Mặc mẫu này là mặc không rộng dốt quần nha. Rất là dễ thương luôn. Chị nào mẫu này comment cho em mặc của nó là mã nâu và mã rêu. Nâu và rêu giúp em. Rêu đây. Rêu ha. Nâu và rêu. Dày đẹp. Nâu. Nâu cho chế Lê Huyền Mai Thi. Bà, chị bà. Diễm không lấy 13 đâu. Chị Diễm 13 cho Xanh đi. Chị Xanh. Ok 13 cho chị Xanh Nguyễn nha. 13 cho Xanh Nguyễn. Ủa nó chỉ khác cái màu thôi mà chế không thích hả? Cái màu đẹp mà. Và nâu nè. Nâu chút nâu cho em nè. Nâu cho chị nâu Lê Huyền Mai Thi. Rêu. Rêu nè anh. Từ từ nâu. Và nâu nâu không vậy. Chị Lê Huyền Mai Thi đúng rồi. Rêu cho chị Diễm này. Rêu cho chị Diễm này. Rêu cho chị Diễm. Hổ cái mẹ em thích nè. Bà Diễm có nói chuyện với ai mà bắt cái xinh cái mặt hoa hoài. Không em không quan tâm. Diễm xinh cái mặt hoa hoài gì Diễm. Diễm bị ghiền cái mặt hoa rồi. Không, chẳng vậy, mẹ chỉ thích. À mẹ chỉ thích
Rồi màu này, màu này. Chị đang cái màu trắng này. Comment đi cho em nè. Nhiều lúc khổ vậy. Đây. Hôm nay mà có mẹ ở đây nữa thì hôm nay có mẫu hậu là xong luôn rồi. Màu đây hơi vui. Rồi comment cho em mà còn nói là màu 28 ha. Mà 28 rớt của bên vai, những chị áo đen 28 rớt của bên vai ha. Có màu trắng, có màu đen. Chị nào lấy 28 comment 28 trắng, 28 đen cho em. Màu này mặc bắc trung nam luôn, không sợ bị nóng. Màu này là vừa ha. Đây vừa, không có mỏng mà nó vừa ha. Mặc bắc trung nam luôn nha mấy chị. Trắng cho chị Cao Thu Thảo. Đúng rồi, Sài Gòn mặc đá lắm. Thảo ơi, có màu đen luôn, 28 đen. 28 đen, 28 đen cho em. Ở chị xin Nguyệt lên bộ, ok chị xin Nguyệt lên bộ bây giờ á. Tại vì bộ em cũng còn ít thôi, một màu em chỉ còn vài chiếc thôi ha. Một màu chỉ còn vài chiếc thôi. Em lấy liền giờ đó, mấy chị cứ... Trắng em hết rồi, em còn đen thôi. Chị nào lấy đen nè. Trắng có một trắng rồi. Con trắng thì chốt trước rồi. Còn rớt cái à. Đây chị Cao Thu Thảo. Ồ, còn cái gì đây? Cái gì đẹp đẹp đây? À, cái xám. Vậy nhường cho Nguyệt cái áo. Áo hoa nhé chị Nguyễn chị xin. Phan Cầm Tú, chị Phan Cầm Tú không thấy chị Phan Cầm Tú. Bên em là chị, bên em là Thi Diễm lên trước chị ơi. Bên máy em không bên thấy chủ. Chị Phan Cầm Tú luôn. Vậy hả? Rồi, màu này. Chị nào lấy màu này comment màu xám cho em. Em ở quận 12 Sài Gòn nha, chị Nguyễn chị xin là nhường cái cho chế hiền cái hoa chị chế hiền ok lên kìa. Nhanh lên kìa. Chế hiền ok lên nhanh lên nhường cái hoa cho chế hiền này. Trời chế hiền nhất chế hiền rồi. Xin chế xin mà chế xin nhường luôn. Không có, xin chế Hà không có nhường. Xin chế Hà không nhường mà chế xin nhường hả? Ờ. Ok, vậy là nhất rồi. Rồi, chị nào lấy cái xám này, comment cái xám cho em, xám dày nha mấy chị. Mặc mùa lạnh nha, bao mát. Chị nào mà có con, chị nào muốn mua cho nam mặc á thì nhớ là con trai thì ok ha. Con trai mà nhỏ nhỏ, ít cân thôi thì ok ha. Ok chứ. Áo hoa, tớ không nhường nhá, à, chồng không nhường nhưng mà. Rồi chị xin nhường nha. Ok, áo hoa chị xin nhường ha. Rồi còn một mã duy nhất của chị ơi, còn mã đen thôi. Một mã duy nhất là mã đen nha, là em hết áo len. Là em lên lại xích bộ nha. Đây, em còn mã hoa, em còn mã đen duy nhất. Thế nào lấy đen chút mã đen cho em luôn. Hết mã đen này là em hết áo len luôn nha mấy chị. Đây, 65k. Comment mà đen cho em. Mà đen 65k nha. Hạt châu nha mấy chị, có hạt châu ngay đây rất là dễ thương nha. Rồi 65k mà đen. Comment mà đen cho em luôn là em hết luôn mấy chị ơi, hết luôn, hết đen luôn ha. Rồi mà đen comment đen cho em đi. Chế nào chưa có đen chút mà đen nha. Comment đen nha. Đen cho Ngọc Hà nè. Đen cho Ngọc Hà. Đen cho Vivi. Thanh Tâm Phúc là cái gì mà Thanh Tâm nghe giống như là thôi không nói vậy, chị like ha. Đen cho chị Cao Thu Thảo. Đen cho Cao Thu Thảo. Đen cho Ngọc Hà, và còn một cái đen thôi. Đen Cao Thu Thảo. Đồ em đang mặc là chị ơi 1.2. Mua từ 21 1.1. Chị Cao Thu Thảo đen kìa. Sau chứ Thanh Tâm á. Thanh Tâm comment là Phúc lên, thế xong cái chị Cao Thu Thảo comment là đen đó. Ừ. Rồi, nhắc luôn rồi Thùy Lê rồi là hết đen luôn. Hết đen. Vậy là còn duy nhất. Một em áo đen duy nhất trong cuộc đời này. Đó chính là em trắng đen này ha. Cao Thu Thảo số 1. Một em này duy nhất nha mấy chị ơi. Là hết sạch sành xanh, không còn áo đen nào luôn. Comment mà 1 cho em nè. Mà 1. Đen 65k. Đen bà Thanh Tâm. Ở gì ta. Em nhắc tên cái gì mọi người. Rồi, mã 1, đen Thủy Lê mặc được. Trời ơi, không có Thanh gì đâu nha. Thanh Tâm khách mới. Chế nào mà chốt hàng bên em là phải có số điện thoại này chị em mới chốt không, được không nha. Không có gì Thanh Tâm ơi, chị đùa thôi mà. Đâu có gì đâu mà phải sao đen, đi. Đen bao nhiêu ký vừa? Đen bà Thủy Lê mặc vừa, không cần phải báo Thanh Tâm đâu. Không, không, không sao nha, Thanh Tâm nha. Rồi, comment cho em mã 1, mã 1 trời ngay ơi. Đây. Bây giờ chị ghi vừa mới vô. Em một hết trơn, trời ơi. Một cho Lương Nguyên. Ủa? Một chị đọc đâu mà như thật vậy. Một cho Lương Nguyên nha Vivi, bà sĩ bà. Để mai tôi lấy của bà sĩ dây cho bà. Cho nhường cho chế Lương Nguyên đi. Rồi ok, chế Lương Nguyên cho má 1 nha. Đám con trai 50kg không vừa Hà Thị Hòa ơi. Rồi em xong áo len rồi nha mấy chị ơi. Bây giờ em mới lên lại xích bộ nha. Bộ em mặc như còn 2 bộ đúng không? Từ từ đợi chút em lấy cho. Cái gì ạ? Bộ em mặc em thấy mà. Đúng rồi. Bộ em mặc nha mấy chị. Chị Diễu Phạm Kiều giờ mới vô. Trời ơi sao mấy chị. Mấy chế khách dít nha, hôm nay bị vô chế vậy.
Bộ đang mặc 120 trăm mốt. Giá nào lấy một bộ là 120, hai bộ là được 101. Nỉ bông nhóm chị em vặt ra chấm chị coi này. Nỉ bông, hai là, lớp, gì? Nỉ bông là gì mới chế? Bên trong là bông này. Nỉ bông là bên ngoài là bông, bên trong là nỉ mới chế nha. Đúng rồi. Gì? Bên ngoài là nỉ, bên trong là bông. À bên trong, chị nói bên trong là bông, bên ngoài là nỉ, không hiểu. Rồi chị nói ơn bộ này comment liền cho em mã của nó là mã số 1 nhóm chị nha. Set 4 bao nhiêu ký? Set bộ cái nào, tại vì nó cũng có sai mới chế nhá. Em lên cái size nào đọc sai. Lên cái nào anh đọc thử ký cái size đó. Mà 1m6 khoảng 53 cân. Để em bộ size 4. Rồi nhá, hàng kit nhá, hàng kit có bộ size 45 kg rồi nha. Mà 1m6 53 cân. 1m55, 46, 47 cân đi cho thoải mái, 47 cân nha, 48 cân một mặt vừa. Nhưng mà em đọc 47 cho thoải mái nha. Rồi 48, 47 cân luôn. Đó, chị nào 1m55 còn mét rồi tự chùi đi cho em nha, mét rồi tầm 45, 44 con gì đó. Rồi tự chùi đi cho em. Rồi comment cho em mã 1 nha mấy chị, mã 1 siêu đẹp, có túi luôn mấy chị ha, của kiếm cúng luôn, tay dài nha, tay dài. Bộ nỉ bông hàng Quảng Châu, mấy chị an tâm về chất lượng cũng như đường may mùa chỉ, đặc biệt là chất lượng nỉ này ha, nỉ cao cấp loại 1, không giống như nỉ Việt Nam. Nỉ Việt Nam thứ nhất không có bông, thứ hai nữa là rất là thô nha mấy chị nha, hàng Quảng Châu nó sẽ khác hàng Việt Nam vô cùng luôn. Rồi chị nào ơn chốt liền cho em mã 1 cho chị xanh. Cho mã 1 cho chị đi. Mã 1 cho chị xanh Nguyễn này. Mã 1 cho chị Hương Nguyên. Mã 1 cho chị Hồ Thị Thu Thủy. Chị Hương Nguyên này. Vâng, nhanh chốt đi. Người ta ở comment ở dưới cái kia. Ở dưới là đâu có đâu. Em cứ kéo lên từ từ đi, em thấy. Không phải mà một bị nhầm á, nhầm cái mà một cái áo đen, áo có đen hồi này em chốt á. Ở đây hồi này chốt mà một. Còn cái này nỉ bông mà một từ cái chỗ chị này nè. Chị Võ Thị Thu Thủy á. Từ cái chỗ chị Võ Thị Thu Thủy với lại chị Hương Nguyên á. Ok, vậy là set bộ em có 3 mã 1 nè. 3 mã 1. Mã 1 em chốt cho chị Hương Nguyên đôi 118. Set bộ cho chị Võ Thị Thu Thủy. Và set bộ mã 1 cho chị Thanh Nguyễn nha. Là hết mã 1 nha, VV chứ được. Rồi tiếp nha. Lấy bài chốt rồi mà. Mà muốn chốt tiếp bài chuyên môn á. Lấy lô luôn cho rồi. Rồi ôm bà đi. Ôm bà đi cho rồi. Cái đòi lên lửa lai dầm với cách lẻ chơi á. Cuối cùng vui vừa cái gì cũng lấy. Ừ. Chốt bà đi rồi. Rồi màu này. Bao nhiêu vậy chị? 120 một bộ mấy chị nha. 120 một bộ, chị nào lấy 2 bộ còn 101 một bộ thôi nha. Nhớ là áp dụng xe live stream giúp em. Rồi, cái bộ em đang cầm giống bộ em đang mặc luôn, nhưng mà màu xanh xinh đẹp. Nhóm chị mặc cái này tụi nó cưng nhìn là muốn cắn. Nhìn là muốn cắn. Nhìn cái là chồng kêu cho cắn miếng thôi liền. Nhìn một cái là chồng kêu cho cắn miếng thôi nhá. Rồi chị nào lấy xanh này chốt mã xanh cho em luôn. Cắn rồi chứ xin. Mã xanh. Chốt mã xanh cho em. Xanh gấu cho. Xanh gấu này cũng 1m6 53 cân đổ về, 1m55 thì khoảng 46 47 cân, 48 cân. 47 48 cân á. Chốt cho em mà gấu nha, chị nào mét rồi thì chùi đi nữa cho em nha. Xanh gấu nè. Mà gấu, đây nè. Mà gấu cho em, đưa em đi trên nhá. Xanh gấu cho hàng kit nè. Xanh gấu cho hàng kit. Ở đây hàng kit chưa có màu gấu nào hết hả? Có rồi, màu xám. À màu xám hả? Xanh gấu cho hàng kit nha. Thế nào lấy xanh? Xanh gấu cho chế. Xanh gấu cho ai ở đây? Xanh gấu cho chế nào ở đây? Rồi tiếp nha mấy chị. Màu hồng đi. Xanh gấu cho mi tây nữa này. Xanh gấu cho mi tây là hết xanh gấu luôn. Em lên bộ hồng nha. Đây cái bộ màu hồng kem. Hồng cam em còn 2 bộ hồng kem thôi. Chế nào còn lấy cái đầu lai chốt được rồi, nhớ đừng chốt lại nha. Dạ đúng rồi, đừng có chốt lại nha. Chốt lại trùng 2 mã, mai em gửi cả 2 cái đừng bạc. Đúng rồi, mai em gửi cả 2 cái đó. Nhưng mà mặc được 2 bộ là gửi chốt được 2 bộ mà cần. Nhưng mà Giang ơi, em chưa có bộ nào. Kệ em. Em chốt mới được có 5 bộ à. I don't care. Em muốn chốt tiếp. I don't care. Rồi chị nào lấy bộ này comment liền cho em nha. Trời quá dễ thương, thật sự quá đẹp luôn. Em mới hồng chốt cam. Được 5 bộ thôi. Hồng cam cho chị xanh Nguyễn này mới chế cho thủ chốt này. Hồng chế. Cam cho xanh Nguyễn. Trời ơi, chế thị dĩa mặc mấy độ này đẹp lắm. Người nhỏ cao cao một chút, tầm mét 6 hơn, mét 6 một chút thôi là mặc đẹp lắm nha. Mét 65 là hơi cao nha, tầm mét 6, 62 đổ lại là mặc đẹp lắm nha. Xanh Nguyễn một bộ. Rồi còn một bộ nữa thôi, chị nào lấy hồng cam chốt luôn cho em, quá đẹp. Chắc lấy Bích Thảo luôn á, cái Bích Thảo chưa có màu này. Thấy Minh Thư Nguyễn em nha, Minh Thư Nguyễn comment sau chị
À không, Mỹ Thư Nguyễn comment sai má rồi. Mỉ xanh, anh nhiều vụ mỉ xanh lắm, anh chưa chốt được. Cam cho chị Tiên Đinh. Cam cho Tiên Đinh nha. Cam chốt cho Tiên Đinh. Gì vậy? Mới thấy cái gì vậy? Cam cho Tiên Đinh ha. Rồi lên bộ màu xám đi. Anh mới thấy cái gì vậy? Anh chốt cho Tiên Đinh giùm em luôn á. Cái nhiều tuyệt quá chứ ơi. Đang chốt lãng quá nha. Cái nhiều tuyệt quá. Em giấu mặt mà ông cũng nói nữa. Rồi, chứ nào lấy thọ này, comment mặt thọ cho em. Hoàn thị ơn, hoàn thị ơn. Chị thì Diễm thích cái gì mà trời ơi, em không chị thì Diễm lại muốn chốt một bộ nhưng mà em cứ không chốt em... Vậy hả? Ừ, em cứ né mà. Em đâu có né, anh chốt em mà. Rồi thì Diễm thích màu gì thì Diễm nói đi. Thì Diễm thích màu gì? Giờ còn màu xanh với màu xám. Rồi màu xám hình con thỏ rất là đẹp luôn. Chị nào lấy xám thỏ comment mà xám thỏ cho em nha. Hoàng quá đẹp. Hoàng Kíp nói thấy Thảo giống một bộ. Một bộ là 120, mua từ 2 bộ trở lên là 101 bộ nhá. Chị Hoàng Thị Hò cái củ này đúng không? Đúng. Chị Hoàng Thị Hò chốt đi, chị Hoàng Thị Hò ơi. Hồng Cam hết rồi, Thảo giấu bộ khác, Thảo giấu bộ mông hông. Hồng Cam, Thảo đâu có chốt, Thảo đâu có giấu Hồng Cam. Đưa một kia ra. Thảo giấu bộ mông hông. Rồi bộ Thỏ. Thỏ cho Thị Diễm. Thỏ cho Thị Diễm một bộ này. Chị nói Thỏ, comment Thỏ lên nha, đẹp lắm. Rồi Thỏ cho nó không có bị khô. Nó không có bị khô được luôn ơi. Trời thỏ cho quá thì thu thủy luôn. Gấu quá trời người tôi chỉ có mấy sẽ có người có. Rồi ok. Đủ hồng rồi. Cam hết rồi. Sắm thỏ cho Phan Cầm Tú. Phan Cầm Tú có chưa ta? Phan Cầm Tú chưa có sắm thỏ đâu. Để anh coi đây này. Chưa mới có một người có sắm thỏ thôi. Ê, một người đi nè. Vậy hả? Đây này sắm thỏ rồi. Ủa về sắm thỏ này nhiều bộ vậy hả? Mà sắm thỏ nhiều vậy hả? Ok, Phan Cầm Tú chưa có sắm thỏ. Chốt sắm thỏ cho Phan Cầm Tú, đi nhanh đi ông già này. Ờ, em thích. Dạ, đi nhanh đi ông già. Ủa, lấy cái cam, hồng cam này em chốt cho ai? Rồi. Em... Ủa, em chỉ biết cầm lấn một tí mới nói. Mấy hai cái hồng cam hả? Tên Nguyễn và Tiên Đinh. Để đó Thảo cầm hết. Sắm thỏ cho Phan Cầm Tú. Đưa lại. Đưa hết đây. Sắm cho Thị Diễm, anh ghi Thị Diễm, anh ghi Thị Diễm, em ghi Phan Cầm Tú. Rồi anh ghi Thị Diễm rồi. Sắm thỏ cho Phan Cầm Tú nè. Mua từ 2 bộ trở lên còn 101 một bộ nha mấy chế ơi, 101 một bộ thôi. Tránh nhường bộ chỉ giấu đi. Giá kìa. Vậy đưa màu hồng em đi Thảo ơi. Rồi chúng ta lấy sắm thỏ nè, các bé sắm thỏ cho em nè, dục dục bộ xanh đây, ok. Bộ rồi. Xanh này đẹp lắm. Bộ 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 màu hồng cho đâu chị. Đâu rồi, sắm thỏ vừa rồi em ghi cho chị Võ Thị Thu Thủy một. Chị Võ Thị Thu Thủy có một sắm thỏ nha. Nhường hồng cho em. Nhường hồng, mà hồng cho Thị Diễm, Thị Diễm chốt hai bộ em nhường luôn nha. Chốt hồng, nhường hồng cho Thị Diễm nè. Bích Phạm ơi, Bích Phạm... không có lỗi là tặng anh Giang. Anh Giang phải ưu tiên cho chị. Trời ơi, bộ xanh này đẹp quá trời quá đất. Rồi, chị bộ xanh này chỉ có 2 bộ duy nhất, thế nào comment lên mã xanh chốt luôn. Chỉ có 2 bộ duy nhất thôi, thế nào lấy xanh comment xanh cho em. 2 bộ này rất đẹp nha. Rất là đẹp, thật sự họa tiết rất là đẹp ha. Anh phải nói một bộ chứ em đang thấy giống một bộ. Chị nào lấy xanh chốt xanh cho em nha. Mã xanh, comment mã xanh cho em. Chốt xanh nhanh tay với chị ơi, mã xanh. Hồng cho chị đi, hồng mấy mấy rồi chị xanh ơi. Hồng cho chị bộ size 55kg. Em nói rồi chị Kiều Thúy ơi, bộ size 55kg chỉ có một bộ xám này thôi. Rồi chốt xanh nha mấy chị. Comment xanh giúp em nha, mà xanh. Cái gì vậy? Xanh Thảo cầm. Chết rồi sao mấy chị thích màu, mấy màu mà chúng mấy chị thích không vậy trời. Thì Diễm đâu rồi, thì Diễm có lấy hồng không, không lấy để nhiều cho người khác nghe. Mấy chị còn thích mấy bộ. Trả lời cho anh nào, mã xanh cho chị Lê Thúy Hằng. Trời ơi, xanh. Trời ơi, xanh kìa. Thôi trời, xanh kìa. Xanh 60kg mà không vừa nha em ơi. Rồi bộ này mấy 656 cân đổ về, 56-55 cân về xe lớn nè. 56-55 cân. 56-55 cân nha, chị nào ôm cầm em mảng xám cho em. Xám nha. Xám này xanh quay bữa. Kem cực đẹp luôn. Xám quay kem cực đẹp nha. Xám quay kem cho chị Xanh Nguyễn nè. Xanh Nguyễn một bộ xám nè. Rồi xanh kia ý em, xanh kia là sao? Chị Xanh Nguyễn có biết xanh. Anh không biết, nhiều người xanh vô cùng có. Ok, Thị Diễm có nha. Thị Diễm được 2 bộ rồi nha. Ok, và chốt cái xanh đó cho chị ấy luôn đi. Em nhường tiếp tầm 2. Chờ cho ai?
xanh số mà thì chế nào comment kế tiếp chế của em muốn chốt cho em chốt cho em chốt chế cái hàng đó xám cái chế kiều thí này đấy giờ mới chịu lấy này xám cái kiều thí còn xanh rồi em chốt cho chị kế chị hằng ha là chị gì đây nhường tập 2 rồi mới chết chị gì nhở 06 chốt cho bà Bích Phạm đi chốt cho bà Bích Phạm nha còn nghiệp bà hôm nay bị hình của hồn rồi chốt cho Bích Phạm xanh nha Bích Phạm vui chưa rồi chị nào lấy cái xám này comment liền cho em mà của nó mà gì anh đây là màu gì màu xám hả màu kem mà đâu đâu phải màu kem mà em đang cầm đúng không dạ yeah, màu xám mà màu xám kem đó màu xám cho chị Kiều Thúy rồi màu xám cho chị Diệm màu xám cho Nguyễn Hà xám thì còn đâu đấy trời xám đừng đừng có chừng không xám còn ba bộ chút cho ba người đó chút cho ba người là hết xám rồi giờ em lên xanh tiếp nha chị nào chú có xanh chuẩn bị lấy xanh tiếp nè chị nào lấy chưa có xanh chuẩn bị lấy xanh ha lên xám cho ba người nha trên này ai ba người kế tiếp đó đâu xám đâu đấy em chỉ còn ba bộ hai em được bộ này em chốt xám cho em đọc đi cái này xây nguồn ấy này cho bé Bích Phạm đúng không dạ rồi 2, 4, 7, rồi chị Nguyệt Hà thì Thị Diệp là hết đó Nguyễn chị Kiều Thúy rồi chị Nguyệt Hà với chị Thị Diệp Kiều Thúy ghi rồi đi còn bộ kia nó kia còn bộ kia nó kia bộ đó mặt khác ok nha chị Nguyễn Hà chị Nguyễn Hà ủng Nguyễn Hà khách mới đâu có xuất hành được chị đâu mà chốt em ơi Nguyễn Hà này khách mới hả đúng rồi xám Thị Diễm một cái xám này chị Nguyễn Hà ơi Nguyễn Hà cho em thông tin liền nha Nguyễn Hà ơi xám à rồi xám chị Nguyễn Hà có số điện thoại chị Nguyễn Hà cho em xin thêm địa chỉ nha Nguyễn Hà cho địa chỉ nha xanh cho bị trời chị buồn nữa đi xanh chị buồn nữa đi buồn lục quá chị Kiều Thúy xanh em hết xe lớn rồi Kiều Thúy ơi em muốn chốt cho Kiều Thúy lắm mà em hết xe lớn rồi Kiều Thúy ơi giờ em chỉ còn xe nhỏ thôi đây này em chỉ còn xe nhỏ thôi xe 1m653 con thôi chị ơi 1m653 con thì chị không có vừa đâu 1m55 thì khoảng 40 em Giang. Nguyễn Hà là bạn của Hiền đúng không Nguyễn Hà là bạn của Hiền hả anh đúng một chỗ nha anh biết rồi rồi chị nào bộ này comment cho em mã của nó là mã số 2 đúng chị ơi chúc mã 2 giúp em nha mã 2 comment mã 2 giúp em nha mấy chế comment mã 2 giúp em nha chị nào bộ xanh này comment mã 2m653 con 1m55 thì khoảng 46, 47, 48 cân gì đấy nha 48 cân á 48, 47 cân ha rồi comment cho em mã số 2 đi xanh kem hả mã 2 xanh kem thì cũng được ủa chị Hoàng Kiết có xanh kem chưa có hả biết rồi mã hai cho Hoàng Kiết để em một bộ hồng cam nữa đi chị hồng cam chị hết rồi gái ơi hết không rồi có hồng cam ha chị hết hồng cam rồi rồi xanh kem cho Hoàng Kiết nè Hoàng Kiết mà lột chốt hai bộ cùng mã là mai em gửi luôn đó nha rồi Hoàng Kiết với lại chị Phò thì Tu Thủy Hoàng Kiết anh Giang hỏi sao Hoàng Kiết chốt nhiều thế Hoàng Kiết chốt về mặt hay là chốt dùm vậy mà chốt nhiều thế anh Giang hỏi á chốt dùm là không chốt nhá rồi vậy là chỉ còn màu xám em đang mặc thôi mấy chị ơi còn màu xám gấu em đang mặc thôi ha chế nào lấy gấu comment gấu cho em đi còn đúng một bộ gấu em đang mặc nha hai bộ mà gấu nha mấy chị mà gấu Hà em inbox cho chị ấy địa chỉ của em nha em xin gấu và xin kem xin gấu xin kem à chủ nhớ rõ ghê á và xin gấu xin kem rồi một cái xin kem rồi chốt cho chị em chốt được ghi tên chưa ghi tên rồi ghi Hoàng Kiết rồi cái gò thì Thu Thủy là hết gò thì Thu Thủy Thủy ơi gò thì Thu Thủy em đọc tên của Thủy nè gò thì Thu Thủy ha rồi xong em hết kem vậy là bây giờ chỉ còn gấu đang mặc thôi còn gấu đang mặc chị nào lấy gấu comment gấu cho em đi là hết nha mấy chị nha comment gấu nha màu xám kem lúc này chị có chốt được không được nên xanh ơi nên xanh Nguyệt chốt được đúng không em năm bộ kem à mua kem. Hai từ chị em mặc vậy hả năm bộ mua hai chị em mặc hả xám kem hồi nãy hả chị xanh Nguyễn hả chị gửi em cái em không gửi không biết gửi sao cả Nguyễn Hà hả không sao đâu được rồi
Được rồi. Mấy chị ơi, chị nào lấy bồ gấu comment bồ gấu cho em luôn, giờ em chỉ còn bồ gấu với bồ thỏ thôi. Chị nào lấy gấu lấy thỏ chú thỏ cho em nha. Chị có đúng hai bồ, đúng hai bồ màu xám nha. Thỏ với gấu là em hết sạch sạch xanh, còn bồ nào nha. Còn đúng hai bồ thôi là hết ha. Bồ gấu em đang mặc vào bồ thỏ nha. Là em hết nha, hai bồ màu xám. Đây. Chị nào lấy gấu lấy thỏ comment thỏ. Gấu cho Nguyễn Hà. Ủa Nguyễn Hà này là khách mới mà, này giờ chưa chút được cái gì hết á. Nguyễn Hà, ở đây nè. Ở đâu? Ủa hả? Ừ. À, về Nguyễn Hà chứ cho địa chỉ hả? Đúng, Nguyễn Hà đi chung với Hiền. À, Nguyễn Hà đi chung với Hiền. Ok Nguyễn Hà nhé. Rồi thỏ cho chị Lê Thúy Hằng, gấu cho Nguyễn Hà là em hết này. Thỏ cho Lê Thúy Hằng, gấu cho Nguyễn Hà. Trời ơi, cái bà bếp Phạm này chị đã nói là bộ hồng cam chị không có lấy cho nên chị không có nhường. Bộ hồng cam rồi. Hồi bộ hồng cam này hết rồi, chị chỉ lấy bộ màu hồng thôi. Mà bộ màu hồng chị nhường cho Hoàng Kiếp rồi nha. Cho nên giờ chị không có còn cái gì hết á chị. Còn mấy cái bộ mà chị chốt chị mặc đó là không có bộ hồng cam nữa hết á. Cho nên hồi này chị mới lấy bộ hồng cam này mặc á, nhưng mà cuối cùng không lấy được, nhường cho khách rồi. Sám kem là chị Sanh Nguyễn chưa có được nha. Hai bộ là 101 một bộ chị yêu ơi, không phải là hai bộ là 101 là hai bộ đâu nha bà. Hai bộ là 101 một bộ á. Họ cho lấy cái hàng đã cũng sau rồi. Chị Sanh Nguyễn chưa có bộ kem, bộ sáng kem nha. Rồi gấu cho chị Nguyễn Hà. Nguyễn Hà nào là xong ha. Nguyễn Hà là có hai bộ này. Chị Hà cắt của em nha. Ok Hiền, nếu muốn thì chị của Hà phải cho anh nha. Chị Thúy Hằng. Nhường Bích Phạm, cho nhường cho Bích Phạm một bộ màu xanh rồi em ơi. Nhường cái bộ xanh xinh đẹp cho bà rồi còn đâu. Bộ màu hồng này cho Thi Diễm rồi. Trời. Hết rồi mấy chị ơi, bây giờ em lên lịch chị Lê Thúy Hằng nè. Em lên lịch nè, chị nào lấy lịch gì comment lịch cho em nha. Bà biết sao mà bà thích cái gì rồi là cái. Bà đang nỉ cho bằng được. Không, đây. Còn đâu mà năn nỉ. Nhưng mà không còn mà năn nỉ chứ. Rồi đây, lịch vầy cá loại nhỏ mấy chị ơi. Lịch vầy cá loại nhỏ nha. Giá là 75k, lịch vầy cá loại nhỏ. Chị nào lấy comment cho em mà vầy cá nhỏ. Comment mà vầy cá nhỏ cho em nha. 75k. Vầy cá lớn 90k. Vầy cá lớn 90k nha. Rất là sang trọng luôn ha mấy chị. Mặc lịch để đi tiệc tùng, đi chơi rất là đẹp luôn. Rồi comment cho em là vầy cá lớn. Vầy cá lớn 90k nha. Chị nào ơn lịch comment cho em. Lịch đẹp lắm. Lịch vầy cá này là bằng sang lắm mấy chị. Sang mà sang lấp lánh luôn ha. Đó là đối với lịch vầy cá nha. Hồi nãy lên nhiều quá nó bị lộ cái má xám em có rồi em chút chị Sanh Nguyễn nó chị xuống chút sáng kem đầu kìa mà giờ chị không thấy kìa. Chị kêu thì có chút sắm kem nhưng mà giờ không thấy hả? Chút sắm kem thì lên trước mà không chút chị sắm kem mà em có chút cho chị mà thì sao vậy, em chút cho ba người đó. Chị Sanh, chị Diệp với lại chị Kiều Thúy có cần anh đọc không? Rồi màu này từ cái đó để tính sau đi, chốt hết rồi để tính sau đi. Em ơi chốt cho Nguyễn Hà nè. Ừ. Nha. Hương Nguyễn nè. À đâu, Nguyễn Hà này. Kiều Thúy nè, chị Diễm nè, Hương Nguyễn nè, hết. Rồi màu này. À nếu vậy thì em coi lại coi chị Sanh Nguyễn có nhảy lên hay không. Hay là bên mình bị ổn. Để tí là xong đi rồi em coi lại cho chị Sanh Nguyễn nha. À, chị Sanh nha, chị Sanh yên tâm đi. Rồi màu này, chị đang màu này comment cho em mà của nó là mã số 2, giá 80k luôn. Hôm nay sale lịch nha, lịch hôm nay em sale á 80k, bông rất là đẹp ha. 80k luôn, comment mà bông cho em. Mà bông, bông cho Lê Thúy Hằng. Chúc bông cho Lê Thúy Hằng dùm em nè. 80k của Lê Thúy Hằng. Bông, chốt cái này là anh phải tính tiếp. Rồi bông cho Lê Thúy Hằng. Bông bao nhiêu tiền? Bông 80k. Bông 80k đúng không? Lê Thúy Hằng đúng. Rồi lịch lá mấy chị ơi, lịch lá 90k, lá siêu đẹp luôn. Lá siêu đẹp 90k, còn ít lịch em xeo cho hết nha. Ok Hoàng Kít nhá, cái nào mà anh có đọc tên Hoàng Kít là anh cứ ghi hết nhá, nên cứ yên tâm nha. Lá ha, chị nào lấy lá chốt lá cho em, lịch lá siêu đẹp mấy chị nha. Đây, màu vàng siêu đẹp luôn, giá 90k. Chị nào lấy lá comment mà lá cho em nha. Co dạng thoải mái mấy chị an tâm ha. Co dạng thoải mái lắm. Rồi comment lá cho em luôn. Lá 90k. Bộ hổ nó mặc qua vậy. Bộ em mặc qua em. Comment hồi năm ngoái em chưa bán cái này nè. Nịt lá cho chị Lê Thúy Hằng luôn. Kể mấy chị nghe ha. Của em luôn. Em kể mấy chị nghe hồi năm ngoái.
Em chưa có bán nhé. Tại vì nhà em là dưới Vũng Tàu, em kể chỉ đêm khuya cho mấy chị nghe ha. Rồi nhà em là dưới Vũng Tàu á. Lá cho chị lên rồi mai thi. Còn lá đâu? Từ 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 từ, bị khuyên phước thì còn đâu để mà còn không? Còn. À, còn còn lên thì mai thi với lại chị. Chị bắt màu con. Lên thì mai thi với chị gì? Chị Lê Thúy Hằng đúng không? Để em còn không nè. Hết rồi anh ơi, hết chị, lá chị rồi. Lê Thúy Hằng em bao nhiêu chị ơi? Em hết lá chị rồi. Chị không lấy lá nha. Ok, mừng quá. Không, lá lá cho chị bắt mộc nha. Chị bắt mộc, bắt mộc bạc vừa, bắt mộc mang lá đẹp. Bắt mộc mang lá đẹp nha. Đang kể từ đêm khuya mà. Chị Lê thì mai thi lá, chị bắt mộc lá này. Xong rồi cái là à, mà bông còn này, mà bông em còn nha. Bông 8 mét ca, chị nói lấy bông thuốc bông cho em. Lá này bao nhiêu? Dạ. Yeah. Lá đó là 90 cam. À khoan, chị Lê Thúy Hằng là không lấy bông mà lấy lá, thấy bò. Về bỏ bông ra hả? Lê Thúy Hằng bỏ bông ra hả? Từ, khoan. Còn váy đầm nha chị ơi. Hết lá rồi đúng không? Chị 44, 45 kg. 44, 45 kg, vậy Lê Thúy Hằng mang bông. Mang bông đi chị ơi. Mang bông, mang lá nó hơi to. Mang lá phòng eo hơi to, phòng eo đối với chế nàng 70 đủ lên ha. Lá là dành cho chế nàng 68, chị eo 68 đủ lên, 68, 70, 70 đi. Cho 70 đủ lên ha. Rồi ông, chị nói lấy ông đá nha chị, chút mà ông cho em mà ông 80k. Chị nói lấy ông comment mà ông cho em luôn ông 80k nha. Cái này bao nhiêu em ơi? Giá này cũng 80k đúng không? Lá là 90k, ông bông là 80k. Ông bông là 80k. Ông với bông là 80k ha. Ông bông 80k cho em. Rồi em còn cái đá nô này đó chị, đá nô này đẹp lắm. Là hết nha, chỉ có nhiêu, còn nhiêu đấy thôi. Có chế nào lấy về cá mà, về cá đẹp mà. Mang giao hàng em luôn, khỏi gọi em nghe máy. Ok. Mai mà giao hàng nhớ nghe máy nha bà. Không, mai giao hàng tới sân nghe máy. Rồi, nơ nha, chị nói nơ chút mà nơ cho em nơ đá nha, cực kỳ đẹp. Mấy cái này mấy chị nịch đẹp lắm, nịch đồ cực đẹp không mấy chị. Mấy chị mặc nịch đồ cực đẹp luôn. Chị nói lấy nơ chút nơ cho em luôn ha, chút mà nơ. Đây mà nơ cho em. Em vậy là em chốt cho chị Lê Thúy Hằng cái bông nha. Cái lá thì chị nó rộng quá, mình nó không đẹp mà đâu. 80k hết. Cái mẫu này 80k hết nha. Rồi mà bông nè. Mà bông luôn. Mà nơ cho em, nơ và bông. Nơ bông 80k, chị nó lấy chốt cho em luôn có 80k được cái nịch. Mấy chị mặc mấy cái đầm mà đầm Quảng Châu em hay bán đó mà phông rồng rồng á. Mấy chị có thay vì cột eo á thì mấy chị lấy cái nịch này nó đẹp hơn ha. Diễn Nhi, khi nào mới có váy? Vậy chị rửa đổi nơ được không em? Ờ được, đổi nơ cho chị Lê Thúy Hằng đây. Nơ này nơ cho Lê Thúy Hằng nha. Lấy hai cái luôn đi chị, đẹp lắm, thiệt. Em bị chặn tin nhắn với chế không gửi được này. Hơi bó tay, rồi vậy là bị gì rồi? Inbox cho anh đi Hiền ơi, inbox cho Giang Phạm đi Hiền rồi, ơi. Vậy là chắc là do tin nhắn em bị full chăng? Hôm nay nhiều chế bị lắm. Ừ, em clear đi, clear bớt đi em ơi. Để em kia clear cái phần tin nhắn thử ha. Tại vì nhiều chế bị quá, cứ kêu em chặn tin nhắn thôi. Em đâu có tội tình gì đâu. Tự nhiên đi chặn tin nhắn của mấy chế làm gì? Thật tình luôn á, đâu có tội tình gì đâu mà bị mấy chế hôm qua giờ la quá trời luôn. Tại sao mà tự nhiên chỉ có làm gì đâu mà làm chặn tin nhắn chị. Khổ tông á. Ai đâu đâu mà chặn tin nhắn mấy chế làm gì đúng không? Rồi chị nào lấy chị nào không comment cho em nha. Comment nhanh tay cho em còn mấy chiếc thôi ha. Còn mấy chiếc thôi. Rồi lá nha chị. Lá này nè. Chị nào lấy lá này. Chị nào lấy lá đôi này ha. Lấy lá đôi này comment cho em mà. Của nó là mà lá trắng. Lá trắng giá 80k không chị nha. Chị nào lấy lá trắng comment lá trắng cho em. Để anh comment lên cho mấy chế. Cho mấy chế có gì inbox. Chế okay, nào mà chế nào mà inbox cho Thảo không được, inbox liền qua cho em nha, inbox liền qua cho em nha, để em comment lên này. Mọi thông tin đơn hàng Giang xin phép được chốt đơn nha mấy chị. Ngủ. Giang xin phép được chốt đơn. Chắc là bên inbox em nó bị chặn mất tiêu rồi. Chắc là nó chặn Messenger chứ nó full á. Nó bị full Messenger á. Ồ đó, để em có gì để em CC bớt tin nhắn đi. Còn đôi bông tay nào không Thảo cho Hoàng Kít con lúc mới đi luôn kìa em ơi. Hoàng Kít ơi, còn đôi nào đâu, còn mấy đôi Thảo giấu Thảo mang thôi. Nhà này muốn thọc đào ra. Đào cho bà luôn đi. Trên phòng rồi. Đây, chị đã ơn màu nơ, màu lá là có mấy lá cho em luôn. Á quen chứ, chủ nhập người ta có nhau không chị? Có, chủ nhập không, có không, nhau. Không hả? Thứ hai. Thứ hai. Trời ơi, cho người ta nghỉ ngày chứ mấy. Ừ, đúng rồi, mà. Quên. Cho ta làm cho con nối. Nước hoa em còn một hộp đấy chị nha. Chị nào lấy nước hoa, comment nước hoa cho em. Nước hoa còn một hộp nha, nước hoa siêu 120 nha. Đây, nước hoa siêu 120, nước hoa còn một hộp thôi. Chị nào lấy nước hoa, comment nước hoa luôn cho em. Ủa, chip em hết rồi hả? Dạ.
chiếc là con hộp này em ăn mà. Ừ, hết. Ủa, em mới xếp xuống mấy hộp mà hết rồi hả? Em được 2 bồ nỉ. Đúng rồi, Nguyễn Hà được 2 bồ nỉ em nha. Rồi, chị nào lấy nước hoa, cầm lấy nước hoa cho em, nước hoa 120. Em chỉ còn một hộp duy nhất thôi. Cái hộp này chốt cứ ngờ là đây. Hôm bữa tưởng hết, không dám chốt. Còn sót một hộp duy nhất. Chị nào lấy nước hoa, cầm lấy nước hoa cho em luôn. Còn một hộp duy nhất 120 nha. Em tính là thơm, được xài. Thơm không chị? Ôi thơm đất. Đó. Mình gọi là nước hoa là phải thơm. Rồi, chị Bách Mộc lấy nước hoa luôn. Nước hoa cho Bách Mộc. Thơm lắm. Chị lấy rồi, chị lấy ngứa này. Chị Bách Mộc lấy rồi, giờ lấy tiếp một hộp đúng không? Rồi, cho chị Bách Mộc nha. Thơm lắm. Thơm, không, lắm không luôn. Thơm là không lấy tiền đâu. Thơm thơm lắm lắm luôn á. Tại trời vì ơi. Em cũng tính để dành xài. Nhưng mà xài kem thơm quá. Thôi cái này là của người khác nhặt rồi. À vậy hả? Nhưng mà sao chị ấy kêu để chị đặt thêm đồ mà sao đổi hoa không thấy đặt thêm. Tên gì? Không nhớ. Vậy thôi, lấy ra xài luôn đi. Ta ghi cho chị Bách Mộc trước đi. Này. Ừ. Có đứa nào đẹp đẹp hợp với em bỏ vào luôn cho em luôn khỏi cần áo lên. Rồi, thôi tí tí lên bày tí lên bày chục cho bà phát đi nhưng để mà em coi chị Thúy nha, để em gọi cho cái chị mà chị đặt một hộp nước hoa của em á, chị mà không bắt máy là em để cho Kiều Thúy nha. Cái gì em bao nhiêu em bao nhiêu cái này em đi em chúc đơn cho Kiều Thúy em ơi, cái này báo cho Kiều Thúy nha, chị 120 em đang sale có 120 nước hoa của chị Bách mà 120 nhá, còn chị Kiều Thúy để em inbox cho khách coi nhá. Nếu mà khách không nghe máy thì có gì em sẽ chốt nước hoa cho chị Kiều Thúy nha. Tết rồi mấy chị ơi, kem đi, kem đi. Khi nào có vậy Yến Nhi. Hàng của Yến Nhi chắc qua tuần là có ấy. Yến Nhi như gửi rồi mà. Phải không? Yến Nhi nhớ gửi rồi sao ấy. Cô. Còn nước hoa không? Chị hỏi nước hoa. Còn hết nước hoa rồi chị ơi, đợt này hết rồi. Không biết đợt sau còn không? Chị tha thím. Mà cùng chip chị ơi. Đây. Dành riêng cho thím một bộ nè, một chip mày cho con chip chị ơi. Chip này con để dành nè. Chị dành được 2 hộp nhiều cho thím một hộp nha. Thím lấy chip, cầm mê chip cho con. Chip su nha, 105 một hộp thôi. Đẹp lắm. Chị mang luôn. Mặt đã lắm. Khách cứ lấy rồi là quay lại lấy 3-4-5 hộp luôn. Đây, cầm mê chip có 5 màu nha. Chip su nha, không đường may. Chip su không đường may. 105 một hộp. Chị nào lấy chip, cầm mê chip nha mấy chị. Cái gì? Thích, nói về hơi vào phim mỗi lần có bấm hết các em về trường nha. Rồi, chị nào lấy chip, cầm mê chip cho em nha. Cái chip này là chip su đẹp lắm, mặt rất là êm, không có bị nó hít cho da nhá, không có gây hằn lên da đâu, rất là nhẹ nhàng êm, co giãn tốt. Em ơi, trời ơi chị Mai giờ mới vô, thôi rồi, ok này, Thím Hương, Thím Hương lấy một hộp chip này. Đâu, đưa em một hộp chip, em ghi cho Thím Hương nè. Thím Hương một chip này. Chưa thấy tặng quà ta. Ai, ủa sao tặng quà? Đây hết quà tặng rồi. À, tặng quà cái nha. Giang mặc đồ hay sao là gì? Giang không mặc như Thảo mặc. Thảo mặc cũng giống Giang mặc mấy chơi. Đúng, chính xác. Chị Mai, chị mặc hơi bị đẹp và sướng. Đó, thấy chưa? Em nói rồi. Chị Mai hơi bị đẹp và sướng với em chứ. Thank you, chị Mai rất nhiều. Còn bột không chị ơi, hết rồi Hoàng Huệ ơi. Hết trời rồi, ơi, nếu chị Hoàng Huệ hỏi đồ bột của em, anh kêu trời. Thế bị rớt mạng rồi, sao không còn bột nào luôn. Vậy chứ Hoàng Huệ lấy không em nhường cho bột này, bột em nhường. Em không bán, em nhường lại 2 bột mặt. Nghe Giang nói thương quá nhường cho bột, ông bột nào. Ờ mà nhường bột này được thôi, hết rồi, nhường được bột này thôi. Bột này thấy đẹp quá, nhường mặt. Lấy bột chứ, em mặc không cầm, em mặc không, em nhường cho. Nhường cho bộ này thôi ha. Là cái này của chị bao nhiêu em ơi? Dạ cái đó 1,5 á. Ờ bây giờ em lên kem đi mấy chị ơi. Chị nào xài kem, chị nào mà muốn xài kem lên kem tách da nhé. Chị nào ở vùng lạnh thì lên giấm, thì giấm xin bộ xin một hộp chip nữa kia được không? Được, chip của thịt giấm là hết nhé. Ok, thì giấm là hết, để vô lấy thì, hết. Thì giấm một chip nữa hết, còn một hộp không? Không còn một chip hết bộ hồng rồi. Em không chị á, hết rồi còn 2 hộp à. Rồi mấy chị ơi lên kem nha. Chị mấy chị ơi em nói nè, chị nào mà da đen, da ngăm đen, da bị nám thì mình xài kem nha. Đây hộp kem Tết của em. Anh cho em cái hộp nám ở trên kia đi. Đây nhắm chị, hộp mới là nó như thế này ha. Nó gồm một cái hộp mà còn niêm mạc như thế này nhắm chị. Hộp này mà xanh hay xám đó là sao? Trời ơi, hôm nay em hết áo len, em hết đồ bộ luôn rồi mấy chị đây, ơi. Đây là chất kem bên trong mấy chị ha, màu mở ra nha. Trời ơi, chị
Đây là kem nám chị, kem nám này không màu da, không làm cho bong tróc da, mà là nó thẩm thấu vào trong da và nuôi dưỡng làn da, đồng thời là nó đánh tan cái sắc tố melanin thôi mấy chị, giúp cho da mấy chị phục hồi và hết nám nha. 295 chị lấy nám chút nám cho em. Chị Hoàng ơi, ơi, hiện tại em đồ bộ em chỉ còn một bộ đang mặc, nếu mà chị lấy thì em sẽ nhường cho chế nhá. Cái bộ đồ bộ đang mặc là 1m55 khoảng 47-48 ký mặc được nhá. Thì đúng rồi, mấy 55, 47, 48 cân đổ về chế lấy thì em nhường thôi, thật sự bộ này em không muốn nhường rồi này, em báo với khách là em bán hết rồi là tại vì em muốn nhường bộ này em mặc. Rồi bộ này, cái đây là một bộ kem nám nha mấy chị, gồm một hộp kem và một chai serum mát, chai serum mini mấy chị nha, chai serum mini đặt kèm. Chị nào lấy cái bộ nám comment nám thêm 295k. Rồi, còn đây là hộp kem nám mà em đang xài nha. Đây, em đang test á, em đang test cái kem nám này nha. Chị nào lấy cái hộp này xài lâu lắm. Mấy chị mà xài nám này là mấy chị xài phải được hơn gần 3 tháng, hơn 3 tháng thì nó sẽ tiết kiệm hộp, 3 tháng hộp, luôn. Hộp body name của Thảo, em xài hết. Hoài. Không thấy không thấy hết. Không thấy hết kem à, xài hoài mấy kem à. Rồi chị nào lấy nám chút nám thêm 295k rồi lên body luôn. Mấy chế nhà em chăm kem nha, nhớ chăm kem để tết đẹp nha. Đúng rồi, chăm kem vô nha mấy chế, chăm kem thật nhiều vô. Chăm, nhớ bôi ngày bôi đêm giúp em nha. Bộ này đúng rồi, bộ này là màu màu xám, màu xám xám ghi nha. Màu xám, xám, này, xám đẹp, em thích xám đẹp lắm. Màu xám nha. Em xám. Cho chứ 3 giây quyết định. Ở 5 giây quyết định, chế mà chưa quyết định là chế nhìn em... không rõ màu phải không? Ừ, chế mà chưa quyết định là Thảo đổi ý, Thảo không nhường nữa nha. Cho đúng 5 giây thôi nha. Thảo cũng tiếc lắm nha, tại Thảo chưa có bộ này. Một. Đây là cái này của em đúng không? Hả? Cái đó của em. Rồi đây. Rồi 1, 2, 3, 4, 5, hết thời gian. Nhiều ghê không? Rồi, đây là kem phơi đêm không mấy chị? Có ai nói bả đi không chứ em đang thấy bật. Phơi đêm cùng thằng kem serum mấy chị? Phơi đêm, phơi đêm cho kem nó màu vàng. Rồi, hy sinh cho mà quên. Nãy giờ là em nói thật, em nhường 3 bộ cho khách rồi đó. Em mê lắm á. Rồi. Bả vũ tới 5 bộ mà nhường hết cho khách rồi đó. Nhường cho khách 3 bộ rồi còn có 2 bộ thôi, không nhường nữa đâu nha. Rồi, hộp kem nè mấy chị. Đừng ai năn nỉ nữa nha. Rồi chị nào ơn cái kem phơi đêm nè, phơi đêm này là dành cho chế nào da nhiều dầu nè, lộ cho lông to nè, da không đều màu nè, nói chung là không bị mụn và bị tàn nhang thì mình sẽ xài phơi đêm ha mấy chị ha. Phơi đêm là giá 295, rồi tặng kem serum. Mấy chị xài là da mấy chị sẽ rất trắng. Da em là đang xài một combo là gồm phơi đêm và phơi ngày ha. Phơi đêm phơi ngày đây, phơi ngày đây. Phơi đêm và phơi ngày nha. Phơi đêm là chất kem của nó màu gà, hộp của nó màu đen. Phơi ngày là chất kem của nó màu trắng. Và hộp của nó màu trắng luôn. Để em cho mấy chị coi chất kem của phơi ngày nha. Phơi ngày thì có Hoàng Huê ơi, chứ Hoàng Huê Sài Gòn phải không? Hoàng Huê 705 á nha. Hoàng Huê 705 á. Rồi bye bye Hoàng Kiết nha. Chúc Hoàng Kiết ngủ ngon. Rồi đây là chất kem này nha chị. Màu trắng nha, chất kem này màu trắng. Rồi chế nào lấy cái hộp này comment phơi ngày á thì phơi ngày là 285. Chị nào lấy phơi ngày comment phơi ngày cho em cùng được thằng kem serum nha. Thằng kem serum luôn. Phơi đêm 295 thằng kem serum. Phơi ngày 285 để thằng kem serum. Kem nám là 295 để thằng kem serum luôn. Xài hiệu quả em mới giới thiệu cho mấy chị. Xài hiệu quả em mới giới thiệu. Em ở Hà Nam chị ơi. Wow. Thuốc Hà Nam luôn đó hả? Về gộp đơn cái thứ hai gửi đơn nha Hoàng Huy ơi. Ngày thứ hai chứ gửi đơn ha. Mua phơi đêm được tặng gì không Thảo? Phơi đêm được tặng kèm serum nha Hoàng Hảo ơi. Đây này, chai serum nè. Hình như Hoàng Hảo có chốt phơi đêm mà đúng không? Đúng không Hoàng Hảo? Hello chị Bạch Lê Nguyên. Bạch Lê Nguyên có kem chưa? Chị Bạch Lê Nguyên xài kem không? Hình như chị hình như là chị Hoàng Hảo có chốt phơi mà đúng không? Thật nhá, hay nói thật ra thì vì khác đi ăn nỉ thôi nhá. Thật hứa. Rồi, chị Sanh Nguyễn chị này. Chị Sanh Nguyễn có bộ kem xám. Thật. Anh Giang dám lấy của sĩ của em nè. Anh Giang dám lấy của sĩ cho mấy chế. Hôm nay là anh yêu thương khách để nhanh hết. Anh Giang lấy của đồ này em đang mặc cho lấy của sĩ của em ra kìa. Chắc ngày mai mà thì nó đập em u đầu luôn á. Rồi chị nào lấy phải đem, chút phải đem cho em. Đó. Chị luôn nha. Rồi ôi, cho bộ màu hồng đây cái nào. Chỉ là mình đang thiếu bộ màu hồng. Đây bộ hồng đây. Thôi lấy vài bộ thôi. Lấy vài bộ thôi, lấy nhiều nó đập cho xương mặt đây. Anh lấy cái chục bộ à. Rồi đây, màu cam này trời ơi, cái này nhường hồi lên luôn cho bà Bích Phạm. Bích Phạm ơi, Bích Phạm con coi không? Ok dùng chế này.
phải năn nỉ quá sáng. Rồi cho ba bích thảm này. Cho bích thảm luôn ha, bích thảm ok đồng chế nha. Dạ okay. Em không đều màu và xài nhiều lắm rồi, không hiểu quả chị ơi. Ý nghĩ là chế này chị khách mới của mình đúng không? Đúng rồi. Ừ có chút, hay đêm. Thảo nhớ bỏ bông tai em luôn nghe. Mới chế còn chế nào lấy bộ nỉ nữa không? Chứ Hồng Kít mê bông tai quá. Hình như chứ Hồng Kít đi rồi còn đâu. Hồng Kít đi đường 2 hả? Ừ. Mới chiều chứ Hồng Kít đi mất tiêu rồi. Ừ quá đi đường 2 muốn tìm chết. Rồi đưa đưa bụng hôm nay tự nhiên các anh giấu bụng hôm đi vậy? Ừ anh giấu đi mà, anh giấu đi cho em mặc ấy. Đưa đưa bụng hôm nay. Em mặc không? Gấu em đang mặc có màu xanh nha mấy chị ơi. Còn một bộ này. Này là em bớt của xì ra, anh Giang lấy của xì á. Anh Giang ưu tiên cho khách lệ ha. Anh viết cái giáo cho bà Bích Phạm đi. Cái em Hồng đi rồi Hoàng Huê Hồng luôn. Hoàng Huê hai bộ để đi đơn nha. Bộ xa quá, hai bộ để đi đơn Hoàng Huê ha. Thì Hoàng Huê là bộ xám với bộ hồng nè. Hoàng Huê ở đâu ấy? Hoàng Huê ở Hà Nam lận. Ờ. Hoàng Huê lấy hai bộ để đi đơn nha. Cho Hoàng Huê bộ hồng với bộ xám nè. Dạ. Vừa vừa bà Bích Phạm bà lùng lùng bà u u nhưng mà mặc vừa. Ờ, căng ra vừa đúng không? Ừ, căng ra là vừa. Rồi, cho Hoàng Huê luôn. Màu xanh, xanh gấu em đang mặc. Chị nào lấy xanh này cầm lên cho em màu xanh. Em đang mặc có màu xanh và màu xám nè. Xanh xám, nó xám hết rồi anh. Xanh không à, là thổ mà. Anh ấy cho chế Hoàng Huê màu xám hơn. À, xanh mờ nè. Chị kêu Thúy ơi. Chị gì hồi này đo một bộ xanh mờ á. Nhớ không? Không. Chị gì ơi, chị gì đòi hồi này đòi xanh mờ của em á. Em quên mất tên rồi. Đấy cho chị bộ xanh gấu nữa kìa. Xanh gấu hả, chị nào á? Chị Kiều Thúy, chị Kiều Thúy xanh gấu xanh nhỏ chị ơi. Ồ, chị đây, Kiều đây, Thúy, xanh này, Kiều Thúy ơi. Hình như chị Kiều Thúy đòi đúng không? Chị Kiều Thúy lấy xanh này nha. Xanh đúng không? Xanh kem nha. Chốt xanh kem cho em, xanh kem xe lớn này, Kiều Thúy mặc vừa nè. Rồi em chốt cho Kiều Thúy luôn. Ok là cái lần người cho em nha, để em còn xóa tên. Hôm nay không có váy rồi. Kiều Thúy. Rồi chốt cho Kiều Thúy một bộ xanh kem nè. Size M này size lớn khó tìm lắm cho nên có mình chụp liền. Ok lấy xanh cho Kiều Thúy. Lấy xanh cho Kiều Thúy luôn. Không mua sọc hai lấy. Rồi con xanh gấu. Làm gì đang chấm con 124 mà chị lấy đâu ra đấy. Ờ đúng rồi, tối. Rồi, nhanh nhé. Chị nào lấy xanh gấu. Chị nào lấy xanh gấu, comment xanh gấu liền cho em này. Trời, xanh gấu, xanh gấu. Nãy đang ra chốt là không còn cái nào đâu. Ừ, đúng rồi, comment xanh gấu cho em. Cái off rồi. xanh gấu, comment xanh gấu cho em. Rồi xanh kem xe lớn, 56 con, 55 con đổ về nha. Chị nào lấy xanh kem, comment xanh kem luôn cho em này. Nhanh đấy chị ơi, nhanh nha, phải đang bán kem mà. Ừ, đúng rồi. Nhanh, bán kem tiếp nào. Nhanh nha, chị nào chốt. Chốt, 52 ký vừa không Nguyễn Hà. 52 ký bộ em cầm ấy. 52 ký bộ em cầm luôn Nguyễn Hà. Chốt luôn xanh kem. Rồi còn bộ thỏ ha. Cho em 3 bộ luôn kìa. Hoàng Huê lấy bộ nào em ơi. Hoàng Huê lấy màu gì nữa? Cứ lấy thỏ xám thỏ. Phải lấy xám thỏ. Xám thỏ thôi. Xám thỏ đang sủng kem đi. Chế Hoàng Huê là được màu hồng này. Màu xám gấu này. Cái xám thỏ đấy nha. Xám thỏ nó khác xám gấu, cái này xám của nó là xám hơi màu. Ờ chế Hồng Hoàng Huê lấy xanh kem luôn. Xanh kem luôn hả? Đúng rồi. Ok Hoàng Huê xanh kem luôn. Hồng xanh kem. Ok Hoàng Huê 3 bộ nhá. Rồi vậy là hết ha. Rồi xám thỏ, em lên bộ xám thỏ nữa, em còn xám thỏ nữa thôi nha. Ủa Hoàng Huê lấy cái những gì vậy? Gì? Hoàng Huê lấy những gì vậy? Hồng, xám với lại xanh. À đủ 3 màu luôn, trông quá đẹp. Quá đẹp Hoàng Huê được 3 màu quá đẹp luôn. Ừ. 3 màu quá xuất sắc. Ừ, rồi xám. Em lấy xanh. Ok Nguyễn Hà, hai bộ của Nguyễn Hà mặc được nha. Thế Nguyễn Hà lấy cái lần size lấy cái size lớn không à? Nói chung là Nguyễn Hà mặc cái gì cũng được hết. Rồi màu này thì nó màu này comment cho em mà. Ủa này size, ồ cái này size to luôn nè. Rồi nhiều size to phết nhờ. Bộ thỏ này cũng size to mấy chị ơi. Bộ thỏ đây. Gấu xanh, gấu xanh. Nguyễn Hà lấy thêm bộ thỏ không? Nguyễn Hà lấy thêm bộ thỏ ha. Gấu xanh với nào lấy gấu xanh. Rồi bộ thỏ nhắm chị bộ thỏ size lớn 1m6 55 56 cân đổ về nha. Chị nào lấy thỏ chốt thỏ cho em luôn, còn đúng bộ thỏ nó là hết nha. Thỏ. Chị nào lấy thỏ comment thỏ giúp em nha. Em bức của sỉ ra đấy mới chơi. Nói chung là em bức của sỉ ra. Em thấy là nó cũng hơi tàn nhẫn một tí nhưng mà chẳng biết làm sao bây giờ. Anh. Chị Hoàng Huê bao nhiêu cân?
không rồi. Em biết 52 bộ. Ồ, quá đẹp, quá đẹp. Quá đẹp luôn. Ôi trời ơi, giống như bạn này lưng trừng dốc ấy, giống như của em á. Cái gì cũng mặc vừa luôn á. Họ comment họ cho em là em hết nha mấy chị nha. Ủa, bộ xinh gấu chứ nào lấy chưa? Chưa. Chưa lấy xinh gấu luôn á, rồi thôi các cô làm cho xịn nha. Rồi em, rồi kem tiếp nha mấy chị. Ok, em hai bộ tôi đi dành mua váy nè. Ngày mai chủ nhật, ngày mai chủ nhật sạc kho giá sốc đi. Ngày mai chủ nhật em sạc kho giá sốc nha. Hết đồ bán rồi. Nói về cái đồ chưa có việc kịp. À, thứ hai em mới về tới, cho nên ngày mai sạc kho giá sốc nha. Thỏ cho chế Hoàng Thúy ngày nè. Ngày mai cho thỏ cho Hoàng Thúy. Hoàng Thúy 349 nè. Hoàng Thúy 3. Bước một bộ hồng nữa anh nha. Hết hồng rồi bà Hoàng Hảo ơi. Tại vì hồi chiều giao hết rồi. Chỉ còn cái này còn của một người thôi. Còn có người anh nhăn bước ra. Bước liều đó. Ừ. Ngày mai bà cào đầu cho coi. Rồi, mấy chị ơi, ngày mai là chủ nhật em sạc kho giá sốc nha. Tại vì còn cái gì em sạc cái đó nha mấy chế. Có gì em sạc cái đó luôn. Tại vì ngày mai Hoàng em không có kịp. Hoàng Hảo em mới về ha. Cho nên ngày mai em sạc kho giá sốc luôn. Ngày mai mấy chị nhớ vô sạc kho nha. Hoàng Hảo lấy săn gấu đi em ơi, săn gấu đẹp đó. Săn gấu đẹp. Chế Hoàng Thùy một bộ thỏ rồi nhá. À Hoàng Huy một bộ, Hoàng Huy lấy 3 bộ là một bộ 101 một bộ nha em nhá. Gì? 3 bộ. À đúng rồi, 3 bộ 101 bộ, còn một bộ là 120. À Hoàng Huy hay là Hoàng Huy đổ bộ thỏ đi. Hay là Hoàng Huy lấy bộ thỏ để cho chiếc bộ gấu đi. Hoàng Huy ok không? Cho em bộ thỏ lại coi. Hoàng Huy đổ thỏ lấy gấu nha. Được không? Hoàng Huy đổi không Hoàng Huy? Đây, Hoàng Huy lấy thỏ không? Đổi thỏ lấy gấu nha. Ok ok, dùng chế không ok thì thôi, chế mặc thỏ cũng được. Ủa, màu xanh gấu nó đẹp lắm mà, sao đây. Hoàng không lấy ta? Nhiều màu, nhiều màu xanh rồi, à, này, nó chọn mấy màu không đổi, xanh thôi. Không đổi kìa. Không đổi. Không chịu đổi á. Rồi, mấy chị. Ủa, ơi, đây, hảo, em biết đi. Hoàng Hảo, chế tốt rồi nè mà. Em đi gấu cơ, nổi không? Đây. Kem tiếp, kem body đi mấy chị ơi, kem body đi. Kem body nha, không đổi đi thôi, chứ lấy gấu, không có chứ lấy thỏ. Không đổi đi thôi. Không đổi đi thôi, chứ lấy thỏ. Ok. Đây, kem body, chế nào chưa có body xài. Muốn trắng, muốn sáng thì mình hãy tìm đến body của Queenie. Da tay của em là chưa hề xài, chưa hề bôi kem nha. Mấy chị ơi, tay em chưa bôi kem nha. Bây giờ em sẽ test kem lên cho mấy chị coi nha. Đây, thế nào chưa có lấy body mà ngày nào cũng có em test body thì mình gửi, thì mình lấy body luôn đi. Thế nào chưa có body thì lấy body nha. Mấy có mấy chế ngày nào cũng có em test body hết nhưng mà chưa lấy nè, coi clip rồi ghiền ha, ghiền thì lấy nha. Rồi, mẫu này giá là 290k body đêm. Body ngày là 280k có thành phần chống nắng nữa. Không phải ý nói là mấy bộ trước có xanh rồi á Giang. Tặng quà đi. Cho em tặng quà nhé. Trời, bộ này đẹp lắm thiệt đấy bà Hoàng Hảo. Mấy bộ trước chưa, hình như mình chưa về bộ cái nhà bộ nỉ này đúng không? Chưa, mình chưa về bộ nhà bịt bông này đâu. Mấy cái kia là bộ nhà nhá. Ừ, mấy Hoàng Hảo lấy bộ nỉ. Bộ nỉ này là mặc ở nhà rất là êm nhá. Ở ngoài là nỉ, ở trong là bông đấy bà ơi. Gấu có size lớn không? Gấu không có size lớn nhá chị ơi. Gấu size lớn, có thỏ, có thỏ size lớn. Thỏ lấy rồi, thỏ thế Hoàng Thùy lấy rồi. Hoàng Thùy lấy thỏ này hả? Ừ. Rồi. Kem thấm cực nhanh chị ơi, chưa bôi đạt thấm nha. Bà giá 290. Cái chưa này bôi đạt thấm, trắng cực kỳ luôn, trắng sáng cực kỳ. Tay này chưa hề xài kem nha. Xài riết da nó trắng lắm, chị mới xài, mới dùng body được 2 tháng nha. Ở 4 tháng chứ mình dùng 4 tháng. Đây là tay sau khi test kem ha, cực kỳ trắng sáng luôn và mềm mịn, thơm nữa. Xài này khỏi cần xài nước hoa luôn, rất là thơm mùi cho nghe cô ha, mà rất là nghiện mùi này. Cho nên người em lúc nào cũng thơm cái mùi này hết á. Rồi, chị đang ăn body đêm chốt cho em body đêm, chị đang body ngày, chúc body ngày cho em, body ngày có thể phòng chống nắng không chị nhé. Xài đảm bảo an toàn, có cả phí bảo hành luôn, chế nào mà, nói chung là kem không bị dị ứng, chế nào mà dị ứng hay là cái gì á, công ty đền hết cho mấy chị yên tâm ha. Cho em cho bà Hoàng Hảo coi cái ở trong, chất ở trong của cái bộ đi coi. Rất là đẹp, cái này mặc mùa, cái này để dần mặc mùa lạnh nha Hoàng Hảo nhá, ấm cực kỳ. Em phủ mấy bộ lên. Đà Lạt nè. Ở trong là bông, ở ngoài là nỉ nhá, rất là mịn. Ở trong là bông nè, bông cũng mịn lắm mà không có bị gì, ngứa da gì đâu. Đây bông nha, ấm lắm, nói chung là ấm lắm. Ừ, hôm hồi này nói kịp đêm khuya mà quên. Hồi đầu mai em chưa có bé. Sao chip đắt hơn cả quần áo em ơi, 40k. Ôi chị ơi, chip 5 cái đấy. 5 một hộp là 5 cái chip đấy chị Hằng nha. Còn đâu, quần... đâu 40, đâu sao chị chia được 40k? Không.
ý là cái quần mới thì chốt cái quần là 40k một cái, nhưng mà một hộp chip là 105, hiểu không? À, 105 mà chia cho 5 thì được có 20 mấy ngàn một cái chip à. Mà chip là chip su á, người ta bán tới 35 ngàn một cái chip á chị. Có thắng nước không hả? Có, ví dụ bôi body ngày đi bơi thì sao? Được, bôi body ngày đi đơn, đi bơi không có bị trôi kem đâu chị. Kem này là thắng nước luôn nha chị nhá. Chị xuống nước không bị trôi. Trừ khi chị xuống nước rồi chị thoa xà bông lên rồi chị kỳ 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 thôi chị là chị thoa xà bông lên chị kỳ thì nó sẽ trôi nha. Còn chị không thoa xà bông nhưng mà cũng không trôi luôn, tại vì nó sẽ ngấm. Em ví dụ như chị thoa là 10 phần, nó ngấm hết 8 phần rồi, chỉ còn 2 phần ở trên mặt nụ thôi. Đó, và nó giống như da thật không bị trắng ảo. Mấy chị hai nói là da thật của mấy chị luôn. Cho nên mấy chị xuống nước là nó kháng nước luôn, mấy chị đi bơi không bị trôi luôn ha. Nó gồm có body ngày và body đêm, rất là tốt luôn. Có thùng nước ở đây em sẽ test cho mấy chị coi ha. Đó, trắng tinh tươm luôn, không bị trôi, kháng nước luôn nha mấy chị nha. Đặc biệt là nó ngấm hết 8 phần của da rồi, còn chỉ còn có 2 phần ở trên bề mặt nổ luôn thôi. Cho nên da mấy chị sẽ rất là nhanh trắng. Chỉ sau một tuần thôi là da mấy chị bật được 2 tông. Ví dụ tông mấy chị là tông 10 thì bật được 2 tông ha. Chế được. Thương Nguyên Nguyệt che được ràng không? Bà cười chứ. Ràng thì chú có thường. Nhưng mà cái này là nó thấm vô da. Ừ, nó không có da, cái gì không có che. Em nghĩ chắc không che hẳn được đâu. Chế mua cái che có điểm thì may ra. Đúng rồi. Che được ha. Là che có điểm là che mặt nổi. Còn kem là thấm vô da nha. Đấy, đây nè, họ chế hoàn hảo, có lấy gì lấy trong mua. Để chế bộ bộ nha. Không đây. Một. Còn có 2 bộ thôi. Hoàn hảo ơi, chỉ còn 2 bộ thôi, hoàn hảo lấy 1 trong 2 thôi. Chỉ còn 2 màu này thôi, không còn màu nào đâu. Đây này, một bộ thỏ với lại một bộ gấu thôi là hết rồi. Hoàn hảo không lấy là thảo chốt luôn. Nha. Nói trước là rất là đẹp, không còn về bộ này nữa đâu. Đây. Không còn về bộ này nữa đâu nha. Thảo về cái gì thảo chỉ về một lần thôi. Tại vì thảo về số lượng lớn á, thảo xỉ cho khách xỉ á. Cho nên khách xỉ nó chỉ lấy một lần thôi, nó không lấy lần thứ hai. Tại vì thảo không có về số lượng ít á. Đó, cho nên thảo chỉ về một lần thôi. Cho em màu xanh đi, rồi xong. Xong luôn, mất xanh. Vậy là còn màu xám. Rồi chốt cho CC Trần màu xanh luôn, mất xanh. CC Trần chốt luôn bộ màu xám đi, hai bộ. Hai bộ được giá 1.1, một bộ 1.2 này CC Trần ơi. Hai bộ đi đơn cho nó hoành tráng. CC Trần. Không chị Nhật, kem hoa nám rồi mà chip acid hả? Mà chip 40k áo thì chưa nhập. À, chị nhắn là ship nhưng mà chị lại nhắn thành từ chip, anh hiểu không? Từ ship á, ừ ship á, không phải là chip đâu. Chị nào? Chị hằng hả? À, không phải đâu. CC Trần. Ủa chị Hằng quần áo gì? 40k của chị Hằng Nguyễn. Để kiểm tra cho chị nhá, chị tí em hút cho em đi. Tí múc em kiểm tra cho rồi em sẽ nói lại cho chị là bao nhiêu công. CC Trần rồi nè. Riêng mà hoàn hảo nhé, ưu tiên lắm nhé. Còn một bộ màu xám, một bộ màu đúng của em. Rồi, hoàn hảo còn màu xanh nè, hoàn hảo lấy không? Đơn trước của em gửi cho chị CC Trần như là chưa thì phải. Mới đây hình như CC Trần có mới đặt một đơn đúng không? Mới đặt một đơn hình như chưa gửi hay sao? Gửi về gộp đơn ha, gộp đơn đi nha. Nếu mà chưa, để mai kiểm tra chưa gửi thì gửi gộp đơn thứ hai đi cho nha. Ừ, chưa gửi về gộp đơn đi nha. Rồi. Bộ màu xanh này anh Nhâm mới lấy của chị thêm một bộ nữa, bà Hoàng Hảo có lấy không? Nếu không lấy thì để trả lại. Ồ, Hoàng Hảo không lấy thì anh Nhâm trả lại cho chị nè. Hoàng Hảo có lấy không? Lấy thì cầm lên lên mà lấy. Nói chung đây. Là ưu tiên lắm luôn đấy. Hoàng Hảo xanh kìa, đói. Ok, xanh cho bà Hoàng Hảo, anh Nhâm ưu tiên lắm đó nha. Rồi xanh cho Hoàng Hảo luôn. Thì cái này rồi. Cho Hoàng vậy chỉ còn xám thôi đúng không? Trả bù cho bà xịn nha. Cái này Hoàng Huê đúng không? Còn hai bộ xám trả đồ bù cho bà xịn. Hoàng Huê. Ừ đúng rồi đúng rồi. Đây bóc lai like đây. Chúng mới chế buổi tối hôm nay còn ngủ ngon. Một bộ bao nhiêu vậy chị? Phương ơi, một bộ là 120. Còn hai bộ là 101 một bộ. Vậy chị coi rồi dồn đơn em nha. Ok CC. Ok CC này. Rồi đang lấy kem bán kem tiếp đi. Ờ bán kem mà quên nè. Nó bán kem hả? Hai món quá. Rồi chị thích chị nào chút nám không? Chút nám nha. Chút body thì body cũng có hai loại, body ngày và body đêm chị ha. Ôi chị nào hồi này hỏi em bơi có trôi không á? Hồi này chị hỏi em bơi chị có trôi. Chị Thương Huỳnh Nguyễn. Thương Huỳnh Nguyễn hả? Biết hồng mà không cho tại hết hồng rồi. À Thương Huỳnh Nguyễn ơi, chị chốt một bộ về xài đi em, làm ở chị viền luôn á. Hết nhà em á, xài kem á, viền lắm luôn á. Còn chị nào á mà không thích xài body da trắng rồi á, hoặc là da mình đẹp rồi á mà mình không có thích xài body mà trắng này á, hộp này đầu dạng body trắng nhanh nha mấy chị nha. Cái
này là dược chuông, chuyên dược trắng, cho nên da mấy chị sẽ trắng rất là nhanh. Còn mấy chị nào á mà thiên về mịn da hơn á, đây thì mình xài combo lụa ha. Combo lụa giá 375k một combo, còn bán riêng á thì body là 189, còn ủ là 186 mấy chị ha. Ủ là thay cho tấm trắng, nhưng mà ủ á là nó không có trắng liền giống như là tấm trắng, nó mật tông, nhưng mà tông nhẹ hơn nha mấy chị. Ủ lụa là mật ong, nó thiên về cái mịn da này, rồi đánh bay tế bào chết để cho mấy chị nhanh ăn kem hơn ha. Là kem body lụa không mấy chị. Đây em sẽ test body lụa cho mấy chị coi. Body lụa thì có giấy chứng nhận sở hữu quyền trí tuệ, sở hữu quyền trí tuệ từ Hàn Quốc mấy chị nhé, công nghệ Hàn Quốc luôn, máy móc Hàn Quốc luôn, nói chung là hoàn toàn từ Hàn Quốc hết, nhưng mà sản xuất tại Việt Nam thôi nha. Đây là body lụa mấy chị ơi, em test một chút ở ngay đây ha. Mềm mịn mà thơm cực kỳ luôn, mềm và thơm ha. Giá có tầm 189k thôi, 189k cái body này ha. Em test chút xíu cái mua bằng tay ha, mua bằng tay đó, rất là đẹp luôn. Rồi chị nâng mẫu này comment liền cho em mã của nó là mã body lụa nha, có 189 thôi, 200g, mấy chị xài được khoảng 2 tháng nha, 2 tháng 2 tháng rưỡi gì đó tùy nha mấy chị. Có thể phòng chống nắng luôn nha mấy chị, có thể phòng chống nắng luôn ha. Rồi thơm rất đặc biệt, cái mùi thơm ngào ngạt luôn. Hết hồng mà không cho hả? Hết hồng rồi cho nên mới không cho đó. Rồi, chị nào lấy body comment body luôn cho em nha, body lụa nha. Chị nào cần tư vấn thì cứ comment lên tự nhiên em tư vấn cho nha. Đúng rồi, chị nào cần tư vấn thì cứ comment lên cho em nha. Màn hay như màn em tối nay hơi bị lắc hay sao ta? Sao máy em nó lớp không ngồi ta? Một bộ coi vương hỏi để hỏi rồi đúng không? Rồi. Trời ơi, em bị lắc rồi nha ơi. Ừ, trời bão đang bão đang vào mà không lắc mới lạ ấy. Chế nào đang xem chấm chấm lên cho em đây mấy chị ơi. Body lụa, bà Vivi lấy body lụa hả? Vivi lấy thêm gì đâu Vivi? Hôm bữa hỏi chị phơi á, Vivi lấy phơi á. Bữa bà lấy một bộ phơi cho em một con gì? Bà lấy hả? Ừ, chẳng nhớ. Bà chốt một bộ phơi đó. Ok. Phơi ngày phơi đêm đó, thì chỉ còn body thì bà lấy body lụa rồi nè. Ờ vậy hả? Rồi, chị nào lấy cái gì mà chốt lên cho em để bóp like luôn mấy chị ơi. Hôm 11 giờ ra chị nào mà cần chốt kem á, về nám, về mụn á, nhất là về mụn ha. Như da em tới tháng là nổi mụn mấy chị. Ở mấy chị đừng, đặc biệt mụn mấy chị đừng có là cày mụn ra, chị cũng đừng mang thi cũng đừng có lấy tay mà bấu mụn ha mấy chị, sẽ làm cho mụn mấy chị nặng hơn, viêm sưng hơn ha mấy chị. Chỉ cần nhẹ nhàng làm sạch da mặt, sau đó là dùng toner, và bước cuối cùng là mình dùng kem mụn mà bôi lên nốt mụn nha. Đó, cái combo kem mụn được tặng kèm với lại serum dưỡng mờ thâm da mấy chị. Đó là giá của nó là 250k. Thì cái combo mụn đó thì giá có 250k thôi mấy chị ha. Mấy chị đây này, em lấy mụn cho mấy chị coi. Mấy chị nên có một bộ để mỗi lần tới tháng nổi mụn á, mấy chị bôi lên để da mấy chị không bị thâm ha. Bị thâm mà bị nhiễm trùng nha. Nhiễm trùng thì sẽ để lại xíu đó. Ồ men, không có cái này rồi. Nhân để nào lấy một chút cho em nhé. Không có như này rồi mấy chị ơi, chị đang trên kho rồi, trên kho trên lầu rồi. Rồi thôi em offline mấy chị, bữa sau tư vấn sửa rửa mặt cho mấy chị đi, sửa rửa mặt với lại tẩy tế bào chết ha. Body được tặng kèm tẩy tế bào chết nha mấy chị, được tặng kèm tẩy tế bào chết nha. Ngày mai là khoảng trưa nha mấy chị, khoảng buổi trưa em xả kho nhá, xả kho giá rẻ toàn tập luôn. À chơi game là trước quên nè, quên kêu chơi game mà chơi game nha. Chơi game á mấy chị nào chơi game chấm nó cho em xem còn nhiều người coi không? Còn nhiều người coi thì chơi game nha. Chị nào chơi game chấm lên cho em này, chấm lên nhiệt tình nha. Chào Giang và Thảo nhé, chưa mai gặp lại, bán mau hết hàng rồi đi ngủ nhé. Con cảm ơn Thiếm nha. Rồi chị nào thích chơi game chấm lên cho em nha, chơi game có mình đi ngủ không? Thích chơi game chấm lên nha, chấm nhiệt tình lên đi mấy chị. Đông người chấm thì mới chơi, nhưng 1, 2, 3 người chấm là không có chơi đâu. Chấm lên. Chế nào muốn chơi game thì chấm lên. Hello, chú Trần Hùng. Ủa, là Hùng trai mà đúng không? Ủa, em nhớ gì cái bàn Hùng trai đó mà ta. Rồi, có 2 người chấm thôi. Chứng tỏ là không muốn chơi game. Vậy thôi em offline chưa, ngày mai chơi cho hoành tráng nha. Rồi, bye bye mấy chị. Chúc mấy chị ngủ ngon, yêu mấy chị nhiều nha. Mấy chị chào em đi. Chào mấy chị nha. Bye bye Thảo nha. Bye bye. Xem bông lê chấm này, bà xem bông lê từ đâu mới xuất hiện. Nãy giờ bây giờ mới thấy bà.
vừa mới mới bị cái điện thoại rớt mặt tình ngủ gật mà mới bị chấm tiền mới bị điện thoại rớt mặt tình vậy hả? Có bà TV là bà chấm dứt tình luôn á trời. Bà mê chơi game đi chưa? Bà chia sẻ nhiều nhiều đi, chia sẻ trên 50 nhóm là tặng tặng quà luôn, khỏi chơi game. Tặng quà free luôn, khỏi chơi game ha. Thôi offline đi mấy chị ơi, ít người chơi game quá, ai offline đi. Chúc mấy chị ngủ ngon đi ha. Bye bye mấy chị nha. Rồi, offline đây, chúc mấy chị ngủ ngon nha. Mai chơi game đi, mai chơi bù ha.